Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 21 giờ 5 phút ngày 23 tháng 3 năm 2023, tối thứ năm ở bên Việt Nam các bạn, là bây giờ là 11 giờ 5 phút buổi trưa ngày 24 tháng 3 năm 2023. Các bạn sắp sửa ăn cơm trưa thì hoặc là nghỉ trưa, thì chúc các bạn một bữa ăn cơm trưa ngon lành. Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ những chuyện chưa nói, thì có lẽ là lần đầu tiên các bạn biết về câu chuyện này. Nó tóm gọn về ông Phong Giao mà chúng tôi đã nói mấy ngày qua, thì đây của một tờ báo Mỹ đăng từ năm 2015, đó là tờ báo Orange County Register. Nhưng mà trước khi đi vào câu chuyện chính thì tôi cũng có một cái bài viết của ông Lão Mốc. Ông gọi là chuyện bọn người nuôi chó. Ông chửi đó là những người gốc Việt Nam Cộng Hòa nhé, chứ không phải người ở trong nước. Thì các bạn ở cộng đồng này muốn nói gì thì nói ông Lão Mốc ở trên San Jose. Ngày hôm qua chúng tôi đã nói về những kẻ lợi dụng danh nghĩa cộng đồng để bưng bợ trùm rác David Dương, cũng của ông Lão Mốc, cũng được các bạn tán thưởng nhiệt liệt. Vâng, thưa thì bây giờ thì các bạn, để đi vào cái chủ đề thì như thường lệ, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu cái phần nói về cái những cái bản tin tức thời sự. Về tin tức thời sự thì thưa các bạn, có cái bản tin, tôi chờ ông qua ông bạn gì tên con bây giờ Trần Văn Long à, thì có hỏi tôi về cái vụ VinFast này. Bữa nay thì đúng bữa nay tôi lại được một ông nhà báo Hoàng Nghĩa Thắng, ông gửi lên một cái bản tin cũng hay hay, lát chúng tôi sẽ nói tiếp. Về tin tức thời sự thưa các bạn, thì thật sự ngày hôm nay có rất nhiều tin tức thời sự. Ông Lão Mốc ngày nay cũng gửi cho tôi hai cái bài viết mặt thật băng đảng Việt Tân. Bài này bài cũ nhưng mà cũng rất hữu ích nếu mà chúng ta muốn khai thác. Thì không biết bữa nay tôi có thời giờ đọc hay không. Và nó loãng cái chủ đề của mình đi. Nhưng mà có thể là tôi sẽ đọc vào ngày mai. Thì cái vấn đề mà tin tức thời sự thì xin phép các bạn là được nói sơ qua về cái tin tức Phú Môn Sa TV đang live này. Ông Ngô Kỳ phản đối kịch liệt, thì lát nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe lý do tại sao mà Ngô Kỳ xin được cái cột cờ mà không được nha. Bên các bạn đừng có bỏ đi nha, có bên bên Phú Quân Gia TV nha, cũng đang like đó. Thì bên tin của Nửa Bóng Trái Đất TV có vẻ hay hơn, đó là tiết lộ danh sách đại bàng đổ bộ vào Việt Nam. Đấy, thì cái này là nó có vẻ hay hơn nhiều. Thì về ngày hôm nay đó, thì ông tổng giám đốc của TikTok đã ra điều trần trước Hạ viện của Hoa Kỳ và được quay kinh khủng luôn.
thì không biết là cái sự kiện nó sẽ đi tới đâu, tại vì Hoa Kỳ đang muốn, Mỹ đang muốn nghĩa là bỏ cái TikTok tại Mỹ, trừ trường hợp rằng TikTok là tách rời ra khỏi Trung Quốc, không còn ở trong cùng Trung Quốc nữa thì họ sẽ chấp nhận. Về tin Ukraine thì hai cái sự bất ngờ là quân đội Nga đã bất thình lình rút ra khỏi phía nam của Kherson. Mà quý vị biết là cái đi qua bên kia sông của Kherson đi về phía nam thì là Crimea. Thì không biết ngày hôm qua đó, ngày 22 thì quân đội Ukraine đã hoàn toàn giải phóng được Crimea. Thì coi như còn sẽ có một số cứ điểm của quân đội Nga còn kẹt lại thì không biết họ sẽ đi như thế nào. Thế nhưng mà coi như là Crimea đã được, cái bán đảo Crimea bị Nga chiếm năm 2014 đã chính thức được giải phóng. Thì có phải vì vậy mà phía quân đội của bên U của bên Nga đóng ở phía nam Kherson đã rút lui. Nhưng mà theo ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ thì của ông Medvedev của Nga cho biết là không phải là chúng tôi thua mà chúng tôi rút lui, mà chúng tôi nhường lại cho Ukraine bởi vì chúng tôi không thấy cần thiết để giữ lại. Cái luận điệu này chúng ta đã nghe nghe thấy nó cũng khá quen quen đúng không? Thì ông Zelensky bất ngờ ngày hôm qua cũng đã đổ bộ đóng vào ngoặc kép vào trong cái khu vực Bakhmut. Thì chúng ta biết là thành phố Bakhmut là cái thành phố mà hai bên cùng đều muốn chiếm. Thì bất ngờ ông Zelensky đã vào trong đó, bởi vì hầu hết là quân đội Ukraine đã giữ vững được cái Bakhmut và ông đã đi vào để ông gọi là khích lệ tinh thần của binh sĩ Ukraine. Thì chắc chắn là trong cái trận đánh này bên Ukraine cũng thiệt hại khá nhiều, cũng là cỡ 1 8 1 10, bên kia 10 người, bên này phải 8 người. Theo tôi nghĩ thì cái mà tỉnh Donetsk cũng như là được hoàn toàn giải phóng rồi, thì coi như quân đội của Nga không còn giữ được bao lâu nữa những cái thành phần còn lại. Và có thể rằng trong cái buổi họp ngày hôm qua, ông Zelensky đã tuyên bố rằng chúng tôi đã có kế hoạch phản công. Thì song song với đó thì trước khi đi về chia tay thì Thủ tướng Nhật Bản đã hứa với lại bên Ukraine là sẽ viện trợ ngay lập tức 13 triệu đô la và còn một số tiền mấy trăm triệu nữa thì sẽ đưa sau, sẽ thông báo sau. Những bản tin trong nước thì Việt Nam vẫn luôn luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thì không biết cái buổi họp nó mang tới một cái kết quả gì. Thế nhưng mà với một cái phái đoàn hùng hậu nhất của doanh nghiệp Việt Nam, của Mỹ tới Việt Nam trong năm nay đã nói lên cái sự đánh phủ đầu của Mỹ với lại Trung Quốc, tức là một cựu đại sứ Mỹ đấy, là người mà dẫn đầu cái phái đoàn doanh nghiệp và cả tới Việt Nam. Thì không biết là ông cựu đại sứ này đã bản tin của VOA mà nói về nước Mỹ thì chắc chắn là không có sai được. Thì đây là bản tin bằng video. Có bạn hỏi thăm về bác nghĩ sao về cái vụ bốn cô tiếp viên hàng không. Thì bây giờ tôi thấy rằng tôi hôm qua tôi đã nói rằng tôi hoàn toàn thất vọng, thành tôi không muốn nói thêm gì nữa. Chúng ta chờ theo cái vấn đề mà bên kia họ nói như thế nào.
Bên kia là bên Việt Nam. À không à, anh cha anh bạn ngày hôm qua có hỏi thăm VinFast thì VinFast cho biết sẽ ra mắt mẫu SUV điện VF8 à VF9. Bây giờ sắp sửa ra mắt mẫu SUV VF9 mà tháng 11 năm ngoái năm 2015 đã quảng cáo SUV VF8 và VF9. Mà bây giờ hôm thứ năm 23 tháng 3 thì mới cho biết sẽ bắt đầu giao loại xe công năng thể thao tức là SUV chạy bằng điện mới cho khách hàng tại Việt Nam trong tuần này. Thế mà tại sao tháng 11 đã hứa là cuối tháng 12 đã có xe, trong số 999 chiếc xe đó đã có VF8 VF9. Thì cái câu này tôi cũng miễn phê quá quá đủ để phê bình cho các bạn. Một câu chuyện khác, ngày hôm nay báo chí trong nước nếu mà cách đây 2 tuần đề cao ông Kế Huy Quan như thế nào và nhận ông Kế Huy Quan là người Việt Nam thì tất cả những bài báo đã bị gỡ xuống và Việt Nam nói rằng đó là một vết đen trong lịch sử. Lý do là tại vì ông này đó, bố mẹ ông là người Tàu đến Việt Nam năm 1971. Thì sau ngày 30 tháng 4 năm 75 gia đình vượt biên. Và ông đã kể một câu chuyện cách đây mấy ngày. Một cái hành trình vượt biển nó như thế nào. Và mỗi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thì chắc chắn là bên Việt Nam không thích rồi. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mà còn phải đổi lời thành cái chiều nay buồn lắm em ơi. Hà huống chi mà câu chuyện của cái liên quan này nó lại còn nặng nề như thế nào. Thì đây là bản tin của trong. Ông này nói một câu tiếng Mỹ. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp and somehow I end up here on Hollywood Big Station. Cái cuộc hành trình của tôi bắt đầu bằng một con thuyền và tôi đã mất một khoảng thời gian ở trong cái trại tị nạn và rồi không hiểu vì sao tôi tự nhiên tôi đã được đến được nước Mỹ và đứng được ở trên một cái sân khấu vĩ đại như thế này. Và trong đó ông có kể câu những cái câu chuyện khổ đau của những người, nếu mà những người nào mà có đi đó, vượt biên đó, sẽ biết rất nhiều câu chuyện, rất nhiều câu chuyện. Thì có một vài người biệt động quân cũng đã từng kể cho tôi những câu chuyện, mà câu chuyện mà cái chiếc tàu đó đã lạc vào trong một cái đảo đảo hoang thì người ta đã phải giết những người ở trên đó, nó có nhóm chỉ huy đó, nó giết từng người để nó ăn thịt. Thì Lê Chí Toàn nó ở trên Oregon hồi xưa ở quận Cam này, người nó ốm bé nhỏ lắm thì thành ra nó được cử một cái nhiệm vụ nấu ăn và nó thoát được cái chết. Thì nó nấu ăn thì nó ở gần cái bộ chỉ huy, tôi gọi là bộ chỉ huy là cái nhóm mà người ở trên cái tuyển đó. Bàn là ngày mai sẽ giết ông Trịnh Thanh Xuân. Ông Trịnh Thanh Xuân là ông to con cao lắm, ông cao hơn tôi cả một cái đầu lắm. Ông là tướng, ông to bự, ông liên đoàn trưởng liên đoàn 6 của biệt động quân.
Thì thằng Toàn nó về nó báo liền cho ông Xuân, niên trưởng, tới ngày mai tới phiên ông vậy đấy, có gì ông đỡ bệnh đi. Thế ông Toàn mới lên cơn sốt, ốm lên hừ hừ, thế là ông thoát chết. Ông Xuân, Trịnh Thanh Xuân, nhưng mà thằng Lê Chí Toàn là thằng là báo cho tin đấy. Lê Chí Toàn nó mới báo, nó bảo là niên trưởng là thì ông nó bàn kế cho ông Xuân, thì ông Xuân mới cái là giả bộ ốm, thế là được tha chết. Và rất may ngày hôm sau thì được được tàu cứu. Thành ra đó có những cái câu chuyện rất thương đau, tôi chỉ đưa một cái câu chuyện làm ví dụ thôi. Thì trở lại cái vấn đề này, thì ông kế Quan Huy này, ông cũng kể một câu chuyện, và cái câu chuyện này Việt Nam kiểm duyệt tất cả những câu chuyện tị nạn của kế Huy Quan, đó là vết đen trong lịch sử. Vâng, qua lại những cái chuyện mà thời sự đó, thì có những chuyện, những cái tin mà các bạn mà thấy bây giờ đó, cái mạng xã hội này nó nhảm nhí dễ vô cùng, đến nhảm nhí đến nỗi mà cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam phải ra một thông cáo kêu gọi người dân ở trong nước không được tin vào những cái lời tin nhắn này trong điện thoại, nhắn một cách dã man vô nhân đạo, nghĩa là con không còn lương tâm của con người nữa. Thí dụ như là tôi đưa thí dụ báo tin là đứa con gái hay đứa con trai gì đó bị nạn và đang chuẩn bị cái là đi vào phải mổ ở tại nhà thương ABC gì đó, hôm nọ tôi cũng có kể chuyện này, thì phải gửi ngay tiền gấp để nó đóng mà cho thằng nhỏ. Thế nhiều người sợ quá, thương con quá, thay vì mình gọi vào trong nhà thương mình hỏi coi có bệnh nhân nào đang chờ mổ này kia này kia, tôi là bố mẹ này kia này đấy, thì không là lại gửi tiền đi. Có những người bị lừa và có những người tỉnh táo thì không có bị lừa. Thì mong rằng những người ở trong nước cẩn thận hơn về những cái vấn đề này. Chào Lê Trường Giang, chào Mái Gia Đình, chào Trịnh Hoàng Thanh, Hậu Trịnh Hoàng Thành. Vâng, thì bữa nay là ngày thứ năm, thế còn bên Việt Nam là ngày thứ sáu, 2 ngày nữa là ngày thứ bảy, thì ca sĩ Lệ Hằng sẽ có một chương trình giao lưu và hát về không có chủ đề nhưng mà đa số về cái nhạc của Lam Phương và một số những bản nhạc khác. Thông báo cho các bạn biết là đúng 11 giờ trưa ngày Chủ nhật tại Việt Nam, tức là 9 giờ tối tại bên Mỹ. Cũng liên quan những cái tin tức thời sự, thì VinFast ngày hôm nay, theo như là cái bản tin của anh Hoàng Nghĩa Thắng cho Lên biết, đây là những chiếc xe, quý vị nhìn đẹp không? Những chiếc xe taxi của VinFast nói rằng là màu xanh hy vọng. Đây là những chiếc xe của VinFast. Và đây là những chiếc xe của VinFast. Các bạn có để ý gì không? Có lẽ là các bạn không nhìn ra. Bạn nào để ý được cái gì xin cho biết. Trong 3 tấm hình tôi mới chiếu.
Đây là phần bình luận của tôi. Và đã được 5 người chấm điểm là đồng ý. Vâng, tôi nói cho nó nhanh luôn. Xe không có bảng số, có nghĩa là xe Photoshop cho nó hoành tráng. Giống như là cái vụ mà 999, 999 chiếc xe nhập cảnh ở San Francisco. Mà không ai ghi được một cái video lúc tàu Silver Queen đi vào cảng Benica và xuống bến. 999 chiếc xe không phải là cái đồ chơi. Vậy mà không có một ông YouTuber nào quảng cáo cho VinFast mà lên trên San Francisco đã quay được những cái hình ở trên. Không có một cái hình nào quay hết. Toàn là hình chết, hình Photoshop. Thì ở đây cũng vậy. Chẳng có ông nào cho biết là bây giờ 999 chiếc xe nó rộng lắm, nhưng mà các bạn nhé, các bạn thấy nó ở đậu ở trên nó bán bến Hải Phòng không? Cả một cái khu đất vậy mà nó qua tới San Francisco nó biến mất. Không có ai chụp được cái hình hay là quay được cái hình. Quay không có thì ý ra chụp đi cũng không thấy, chỉ thấy cái hình mà xe ở VinFast là lúc mà ở bên Việt Nam ấy. Thì tôi cho biết nha, 999 tức là 3 lần 9 là 27, mà 2 cộng với 7 thì vẫn là 9. Mà 9 thì tiếng tàu có nghĩa là cẩu, tức là chó. Thời đại công nghệ thông tin 4.0 phải quay video thì may ra còn tin, cái chụp ảnh thì chết rất dễ. Và một đoạn khác tôi nói, du lịch thì đang chết, nhiều khách sạn thì đang bỏ của chạy lấy người vì không có sách khách du lịch. Mà bây giờ tôi nghe nói là họ đổ qua bên Campuchia rất đông, theo tờ báo Người Việt viết. Thì VinFast đành cứu cứu cái kỹ nghệ ô tô, tức là xe mà xe xăng ấy, bây giờ bán không được, thì xe điện ra thì chưa chưa có một cái uy tín nào hết, thì cũng chưa biết sao. Thành ra muốn cứu cái VinFast, mình nhảy mình nghĩ ra cái chuyện làm xe taxi và xe khách. Thì trong lúc á, cái ngành du lịch nó đang xuống, bất động sản cũng đang xuống, đã không khá, thì bây giờ mình ra mình làm taxi. Taxi là sống nhờ du khách, ở chỗ nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, đa số là du khách. Còn người Việt Nam thì đã có xe rồi, nếu gia đình nào không có ô tô thì đã có xe gắn máy rồi. Ngay cả những người bạn tôi biết như là ông Trực Chấp hay là anh Nguyễn Quang Chánh như kia đó, không biết lái xe đi, họ vẫn có xe và vẫn có tài xế, mướn tài xế để lái đi. Thì các bạn nhìn thấy cái hình không? Cái hình lúc nãy tôi chỉ các bạn xem. Tại sao ông quay giùm tôi cái những chiếc xe đi? Ở Việt Nam xe không có bảng số có quyền được chạy không? Câu trả lời là không. Thế nhưng mà cũng có thể bạn ở trong xe, ông Phạm Nhật Vượng, ông giàu, ông ấy xin phép, ông ấy cho được chạy cái đó. Cũng được. Thành như chưa có số. Những xe này đang sẽ là xe taxi nhưng mà chưa có số. Cũng được đi, chấp nhận đi. Thế nhưng mà tại sao không có cái video quay? Quay từ lúc những chiếc xe này, ok, ra đậu ngoài đường. Không lý nó trên trời nó nhảy xuống đây nó đậu. Tức là nó phải từ trong một cái xưởng xe nào chạy ra. Nó đậu dài trên này là giống như làm như không phải là cái drone. Trời ơi, cái hình chụp xong rồi cứ đưa một cái xe, hai cái xe, ba cái xe.
Photoshop bây giờ bỏ triệu chiếc xe vào trong này cũng còn được, chứ đừng nói một chiếc xe. Thế tại sao đã có cái drone chụp từ trên trời xuống như này thì không quay giùm cho tôi luôn mà chỉ có hình chết thôi? Thì hình chết này có phải là hình Photoshop không? Rõ ràng luôn. Mình đã để cái drone trên đầu thì mình làm ơn mình quay cái video, chắc chắn là có video, bởi vì cái hình này chụp từ trên cao, chắc chắn là có video. Tại sao không chiếu video? Có nghĩa rằng là không có. Cái hình này là được chụp từ trên cao nhưng mà không có những cái xe VinFast này. Và những cái xe VinFast này được Photoshop đưa vào để nó đứng xếp hàng như vậy. Và quý vị thấy rằng cái con đường này đấy, xe đầu tiên là xe VinFast đúng không? Và tới đây thì không biết này. Nhưng mà cái quý vị nhìn lại đâu đấy, cái xe đầu tiên này có vẻ với xe VinFast không? Không. Nó màu bạc, màu silver, màu bạc. Thì cái màu này đâu phải màu xe VinFast. Thế những cái xe này nó ở đâu nó đi ra? Tại sao không quay nó? Có video quay từ lúc ở trong cái xưởng à, cắt bà, cắt hải gì đó đi ra đi. Cho nó đẹp đi. Đấy, thấy không? Đấy, rõ ràng là Photoshop. Rồi chưa kể, để chạy trên đường, chạy ngông ngang ngông nghênh, một lên, hai lên, ba lên, mà tại sao chạy có năm xe, mà tại sao không quay video dùng cho tôi? Đấy, đó là nhận xét của tôi. Thì bạn nào hôm qua đó hỏi tôi đó, về VinFast tới đâu rồi đó, thì nó tới đây này đó, nó như vậy đó. Nhưng mà điều chắc chắn là quý vị thấy không? Xe không có bảng số. Rồi, thôi. Nói chuyện VinFast. Chán lắm. Bỏ đi tám nói chuyện khác nó vui hơn. Ở Việt Nam các bạn thấy không, cái hết cái vụ mà Lan xong rồi tới vụ Sâm Sâm Ngọc Linh, bây giờ nó tới đâu rồi? Mà ai làm cái Sâm Ngọc Linh này? Đó là tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã gỡ hết các con số khủng về vườn Sâm Ngọc Linh lớn nhất thế giới đã từng được công bố trên website bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Việt Nam Plus này, quý vị thấy không? Câu hỏi đặt ra, ai là người của vườn Sâm Ngọc Linh này? Có phải Võ Kim Cự không? Võ Kim Cự đang ở đâu? Võ Kim Cự là người, quý vị chắc nhớ cái vụ Formosa năm 2015 ấy, đấy. Bây giờ Võ Kim Cự ôm một số tiền Sâm Ngọc Linh nhảy qua bên Canada sống sung sướng. Thế cái lằn ranh quốc cộng nó nằm ở đâu? Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai nó ở đâu? Ở bên Canada không có liên ủy ban chống cộng sản và tay sai đúng không? Và cũng không có lằn ranh quốc cộng. Và thật sự San Jose cũng có không có lằn ranh quốc cộng. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Nguyễn Công Khế là nguyên tổng biên tập của báo Thanh Niên, ôm bốn cái nhà trên San Jose, mỗi cái nhà trị giá 2 triệu đô la, 8 triệu đô la. Thì tôi hỏi rằng Nguyễn Công Khế lấy tiền ở đâu ra? Làm tổng biên tập phải như thế nào mới có được 8 triệu đô la? Ông Phạm Phú Quốc mua cái quốc tịch ship mất 3 triệu đô la, nhưng mà ông làm chức vụ cao lắm, ông cao có cả một cái tập đoàn thương mại ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tôi khui cái vụ mà quốc tịch ship của ông giáo, ông từ chức luôn đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh và từ chức luôn cả cái công ty của ông ấy. Bây giờ ông ở đâu thì không biết.
chắc là đi qua ship rồi, im lặng. Thì cái vụ này nó có giống như cái vụ mà 10 người đi trốn ở Đại Hàn bây giờ ở đâu? Bà Ngân thì về hưu rồi, không ai khui ra nữa. Thì nó, nhưng mà những cái vụ đó nó tương đối nhẹ. Cái vụ mà bốn cô đó, bốn cô tiếp viên hàng không, sau này lại còn lòi ra, còn bịa ra nữa, thêm một cô là có một cô khác nhận những cái món món hàng này để đưa cho năm bốn cô này mang đi theo. Thế thành ra cái chuyện nó quá khôi hài. Ngày hôm nay có người chụp hình ở bên trên Facebook á, nó có cái app nó gọi là FaceMy. FaceMy cái app này đó, bạn chụp bất cứ hình nào mà người ta không cười đều cười hết, nó tự động nó bắt người ta phải cười. Mà quý vị nào không biết làm thì cứ nhắn tin cho ca sĩ Lệ Hằng, ca sĩ Lệ Hằng làm giùm cho. Thì những cái app đó đó rất là dễ. Bây giờ đưa bốn cô cười, mà bốn cô hôm nọ là không cười, bữa nay bốn cô cười là nó để chế nhà nước, nó chế nhạo nhà nước là bây giờ được thả tự do thì cười. Các bạn thấy không? Thành ra cái vấn đề mà mấy người này mà được trả trả tự do đó đang gây một cái làn sóng rất là phẫn uất. Thợ dạy Lan quay clip Lê Thành Đô, hiệu trưởng trường tiểu học Đại Nghĩa Hà Nội, đi dạy học chế đồ đấm thẳng Lan sưng hai mắt. Chuyện bây giờ là cũng nhiều nhất, rất là vui. Ngay từ đầu khi nghe thông tin 4 tiếp viên VNA, tức là Vietnam Airlines, sách giùm với giá là 10 triệu là hiểu là hàng văn mẫu. Bọn tiếp viên hàng không nó toàn tính giá đô chứ nghĩ sao mà nó tính giá hồ tệ. Đấy, tức là 10 triệu đô la chứ phải 10 triệu tiền Việt Nam. 10 triệu tiền Việt Nam để mang 11 kg 4 là quá bèo. Nhưng mà thật sự là Việt Nam mà tính kilo đó thì có 2 triệu tư à, tiền Việt Nam 2 triệu tư. Mà bây giờ tới 10, 25 kg có 10 triệu tư, mà 10 kg, 11 kg mà có 10 triệu. Dù là tiền Việt Nam cũng vẫn là béo, quá rẻ. Không, mà rẻ như vậy thì xứng đáng để làm không? Ông bạn tôi là ông Hoàng Ngọc Tuyển ở bên Ba Lan, là một cái chủ nhân cả một khu thương mại bên Ba Lan, mới lập cái Quỳnh Viên Resort ở ngoài Quảng Nam Đà Nẵng. Lại một tin buồn nữa, ở bên Taiwan, Đài Loan phát hiện chất thạch tín ở trong con hàu, tức là con đến từ Việt Nam. Hàu mà có thạch tín là ăn là chết ngay lập tức. Báo Taiwan nó đăng đồng là, gọi là tiếng Mỹ nó gọi là con oyster. Bây giờ chúng tôi qua một cái tin ông đây.
Trên này những tên không có A50 Galaxy, các lý do thả bốn nữ tiếp viên rất là vớ vẩn. Sau này uống rượu say vào mang súng đi giết người hàng loạt, sau đấy bảo là lúc ấy tôi say rượu không biết gì thì cũng như là thả tự do. Chào Đại Trần, chào A50. Vâng, thì cái mà chúng tôi đấy quan tôi quan tâm không phải là cái sự trả tự do cho bốn người này, mà câu hỏi tôi đặt ra đó đã bao nhiêu lần bị như vậy rồi, đã được như vậy, đã đi thoát được 11 kg, 11 kg 4 cái chất mà gọi là ma túy đó, rồi thuốc lắc đó, sẽ hại biết bao nhiêu người. Một viên thuốc lắc bỏ vào để cho một người con gái nổi cơn lên, biết đâu nó sẽ lại để lại một hậu quả là cô đó bị mang bầu sau khi bị hấp diêm, thấy không? Chưa kể những người dính vào cái vòng mà cần sa ma túy sau này nó thân tài ma dại, đó là những thành phần nghĩa là tương lai của đất nước. Ở đâu khó có thanh niên thì những vậy là thanh niên trong tương lai nó sẽ, nếu mà toàn là những cần sa ma túy như vậy sẽ làm cái gì? Khi đất nước cần có chúng tôi, đó là cái thời gian trước năm 1975, trước việc năm năm từ ngày mà đó là giải phóng đến nay, tức là từ ngày thống nhất đất nước, chúng ta thấy rằng xã hội mình nó rất là văn minh, tiến triển sau một thời gian bao cấp. Thế nhưng mà hình như đó vẫn có một cái thế lực ngầm hay đóng vào một cái mà nước lạ, nó không muốn cho đất nước mình phát triển. Thành ra ma túy nó đổ vào trong đất nước để mà nó hủy hoại. Và lúc đó lực lượng nó không cần. Và cho tới ngày hôm nay tôi đã hỏi rất nhiều người, và tôi trực tiếp hỏi luôn cả trên Facebook, trao đổi với anh em ở trong những cái nhóm khác. Không ai biết một chiếc tàu xe lửa nào mà đi từ Trung Quốc vào tới Trảng Bom. Thế mà tại sao lại báo chí trong nước lại đưa cái bản tin nó lên? Tôi yêu cầu chụp hình cho tôi cái tàu Trung Quốc nó như thế nào, nó mang cái màu gì, nó sơn cái màu gì, nó mang cái cờ gì, nó mang những cái hàng hóa gì. Có nhiều người nói tôi tàu Trung Quốc chỉ giỏi lắm là đi tới Lai Châu, Lạng Sơn là hết rồi, không đi sâu hơn được. Như vậy tại sao là cái bản tin nó đưa ra để làm cái gì? Hù dọa ai đây? Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài truyện Bọn người đuôi chó, nếu mà chúng ta còn có thời gian. Bây giờ thì về cái bản tin của báo cáo Hải quan Hoa Kỳ. Cái bản tin này rất là quan trọng. Mai gia đình các máy kiểm tra hàng hóa bên hải quan Pháp cổ lỗ sĩ rồi nên không phát hiện ma túy của bốn cô, còn máy hải quan Việt Nam quá hiện đại nên chụp được, vậy nên buồn hay vui đây? Cái này thì máy gia đình, tôi nói thế như thế này nha, cái máy hải quan bên Pháp không thể nào mà cũ và cổ lỗ sĩ được. Và bên Pháp họ cũng đã từng phát hiện rất nhiều cái cần sa ma túy. Đây là một cuộc thanh toán nội bộ của bên công an. Tôi không biết là cái số hàng này của ai. Thế nhưng mà những nguồn tin ở bên bên Pháp đánh về bên Việt Nam, thành như Việt Nam chụp cái bốc
những ngày trong đó là nghĩa là phe đảng thanh toán nhau. Nhưng mà không ngờ cái phe đảng này nó quá mạnh, thành ra bốn cô này mới được trả tự do. Chứ không bao giờ, theo luật hôm qua, hôm kia tôi đã đọc rồi, từ 700 gram trở lên, dù là không có biết, vô tình gửi gấm, làm nghề tiếp viên hàng không chắc chắn là phải biết, đã phải học qua những cái lớp mà gọi là hướng dẫn về cách đi ra nước ngoài phải làm những cái gì, thì chắc chắn trong đó có câu rằng là có mang hàng hóa đâu. Ngay khi mà tôi ra phi trường Los Angeles, sân bay Los Angeles, họ đều hỏi rằng á, là trong các hàng hóa của bạn có ai gửi không, có ai gửi không? Thì những câu hỏi đấy rất là ngu không các bạn, nếu mà có ai gửi thì tôi cũng chẳng nói là chẳng có ai gửi. Thì đây là một cái sự bên kia báo về bên này rồi đó, nhớ nha, lát chắc hành lý của bốn con đó, bốn con nhỏ đó đều có hết đó. Thì tức là có một cái thế lực ngầm đứng sau lưng bảo kê. Luật đã nói 700 gram trở lên là bị bắt, nếu mà vô tình mang đi mà không biết là từ 2 năm tới 7 năm. Thế bây giờ lại ra một cái thông cáo mới. Đấy, ra thông cáo mới, ra cái điều là hãy còn đang vòng điều tra, để cho mọi người nghĩ rằng thả là tại vì không có bằng chứng nhé. Thế nhưng mà vẫn còn đang đầu điều tra, tức là chưa xong. Chưa xong mà ngày hôm qua thì Việt Nam Airlines ra ngay một cái thông cáo rất là ngu luôn, tôi nói luôn. Xin lỗi nhé. Việt Nam Airlines ra thông cáo cả bốn cô tiếp viên hàng không này bị sa thải và sẽ không được nhận làm trở lại với bất cứ hãng hàng không nào tại Việt Nam. Tôi nói cái câu đó câu vô duyên nhất. Tôi dạy con tôi không có phải, tôi không được quyền dạy con của người khác. Việt Nam Airlines ra một cái thông cáo ý ý nói rằng là bốn người này đã bị phạt rồi, quý vị tha cho nó đi. Không những nó bị phạt không được làm tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines mà nó còn không được làm tiếp viên hàng không của Vietjet rồi Jet Việt rồi Bamboo Airways. Việt Nam Airlines có quyền gì mà cấm người ta đi làm cho Bamboo Airlines? Anh chỉ biết phần của anh thôi. Okay. Thì anh chỉ cần ra thông cáo là sẽ không được làm việc lại với Việt Nam Airlines. Còn những hãng 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 hàng không khác thì chắc chắn là họ cũng sẽ không dám mướn rồi. Bởi vì đã có một cái phốt như vậy, làm sao ai mướn làm chi? Nhưng mà Việt Nam Airlines không thể ra thông cáo dùng cho các hãng hàng không khác. Bởi vì Việt Nam Airlines ra cái thông cáo đó lại làm cho người ta thắc mắc thêm. Và bản thân tôi thắc mắc tại sao Việt Nam Airlines lại dám qua mặt luôn cả Bamboo Airlines, Vietjet, rồi Jet Air này thế đấy. Tại sao vậy? Tại vì chỉ muốn chữa cháy cho bốn cô này, để muốn khẳng định rằng là mấy cô này đã bị phạt rồi. Đấy, A50 chắc chắn đó là một sự chống lưng, và cái thông cáo của Vietnam Airlines cũng là sự chống lưng. Nhân tiện đây, tôi đề nghị ban giám đốc mà quản trị hay CEO gì đó, đó của Vietnam Airlines hãy nhận trách nhiệm và từ chức. Nếu ở bên Mỹ là như vậy rồi, họ sẽ nhận trách nhiệm và họ từ chức bởi vì nhân viên làm bệnh. Bốn cô này ok được tha bổng vì không có chứng cứ rồi không sao. Thế nhưng mà đó, những cái 11 ký 400 gram đó là có thật, nó không có cánh, nó không thể bay từ Việt từ
Pháp là bay về sân bay Tân Sơn Nhất được, thì phải có người gửi và phải có người mang. Và cái người mang ấy, thì bây giờ được tha bổng, thì cái người gửi nó là ai? Tại sao lại tha bổng một cách dễ dàng trong khi bà Nguyễn Thị Phương Hằng bị đấy, tạm giam tới 1 năm rồi, 13 tháng rồi. Nhân tiện nói bà Nguyễn Thị Phương Hằng bữa nay Vi Oanh đã bị công an mời lên làm việc sau khi thằng Nguyễn Huỳnh Quang Tuấn gì đó, con của bà Hằng đó, nó thưa. Để trở lại cái vụ Vietnam Airlines này, thì tôi đề nghị okay, ngoài bốn cô này CEO của Vietnam Airlines từ chức luôn để giữ thực diện, để chứng minh với lại mọi người, để chứng minh dư luận rằng chúng tôi không có che đậy, chúng tôi không có chống lưng cho ai, chúng tôi rất là trong sạch, giống như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đó là không có vùng cấm, không có bà con, không có quen biết, không có gửi gấm. Hãy giữ vững cái tinh thần Hồ Chí Minh từ trước đi. Ở cái bản tin lực lượng Nga rút khỏi khu vực Nam Kherson nhường lại cho quân đội Ukraine. À đây, cái lúc nãy tôi quên. Thì cái bản tin này rất ngắn của tờ báo Jerusalem Post ở bên Trung Đông. Các lực lượng Nga đã rời thị trấn Novakovka ở phía nam khu vực Kherson, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Năm, tức là hôm thứ qua tại Việt Nam. Đây là breaking news. Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, tất cả các đơn vị quân đội chiếm đóng đã được triển khai tại thị trấn Novakovka ở vùng Kherson đã rời khỏi thành phố. Bộ Tổng Tham mưu cho biết trong báo cáo buổi tối nêu rõ các điều kiện ở tiền tuyến. Thị trấn nằm ở bên bờ sông Dnipro. Quý vị biết là cái sông này đã chôn biết bao nhiêu xác của lính Nga cũng như lính Ukraine, và kể cả những lính đánh thuê Chechen, nơi các lực lượng Nga đã tái triển khai vào tháng 11 năm ngoái sau khi rời bỏ các vị trí ở bờ Tây trước cuộc phản công của quân đội Ukraine. Thì báo cáo cho biết quân đội Nga đã đánh cắp các thiết bị vật có giá trị, quần áo và điện thoại di động từ những ngôi nhà gần đó trước khi họ rời đi, tức là quân ăn cướp. Thì nhà anh Lê Xuân Nghĩa là một phải là một cán bộ của nhà nước Việt Nam, anh ở bên Thanh Hóa, anh ấy đưa lên một cái bản tin cuối ngày liên quan đến Nga và Ukraine, tức là cuối ngày 22 tháng 3 tại Việt Nam. Thứ nhất, tin đặc biệt, tất cả các đơn vị của người Nga đã rời Novakovka kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2023. Tất cả các đơn vị của quân đội chiếm đóng tại khu định cư Novakovka vùng Kherson đã rời khỏi thành phố. Phải phía Nga thì nói rằng đây là Nga tự mình chủ động rút, chứ không phải vì quân đội Ukraine đánh giỏi. Thế thôi. Và đây là cái vùng Kherson này, bên màu trắng này, à bên màu xanh này. Dưới này là cái vùng bây giờ đó, hãy còn đang bắt đầu hồng hồng, tức là màu đỏ nó hết rồi. Còn cái vùng, cái đảo Crimea này đó là coi như là đã hết còn màu đỏ luôn. Không còn màu đỏ nữa. Tin thứ hai cũng của Lê Xuân Nghĩa cho biết, trả lời với báo giới tại thượng đỉnh EU hôm nay, Tổng thống Lithuania nói trách nhiệm của Nga về tội ác xâm lược là không thể chống nổi. Và quý vị biết là Lithuania là một cái là bộ phận, là một nước thuộc Liên bang Nga ngày xưa đã tách ra rời. Và ông đã tuyên bố một câu như vậy. Trách nhiệm của Nga về tội ác xâm lược là không thể tránh khỏi. Thì lệnh bắt giữ Putin của
ICC tức là của tòa án quốc tế đưa nó gần hơn một bước. Và giờ Howie tức là người thủ đô của Hà Lan đang chờ đợi kẻ xâm lược phải đối mặt với công lý. Chúng ta phải tăng cường nỗ lực thành lập một tòa án đặc biệt xét xử tội ác xâm lược của Nga. Thì song song với tin đó thì ngày hôm nay tin thứ ba là Tổng thống Moldovan Maia Sandu đã ký luật thay đổi tên của ngôn ngữ chính thức nhà nước từ Moldovan sang tiếng Romania. Chính quyền Nga hiện rất tức giận với quyết định của bà và bà đã hôn cái lá cờ khi bà tuyên bố những cái lời đó. Phần thứ tư, anh Lê Xuân Nghĩa cho biết là lực lượng không quân Ấn nói rằng do cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã không thể cung cấp hàng hóa quốc phòng quan trọng mà họ đã cam kết cung cấp cho quân đội Ấn Độ. Thì Reuters đã đưa tin rằng báo cáo trước Ủy ban Quốc hội, các quan chức không quân Ấn Độ nói rằng Nga đã lên kế hoạch giao hàng lớn trong năm nay và điều đó sẽ không xảy ra. Và Ủy ban Nghị viện của Ấn Độ cũng đã thông báo rằng cuộc chiến Nga và Ukraine đã ảnh hưởng đến nguồn cung của nước này đến mức họ đã phải cắt giảm gần 1/3 chi phí vốn dự kiến cho việc hiện đại hóa thiết bị quân sự của Nga đó. Thì bên Phần Lan đã chuẩn bị xong gói viện trợ quân sự thứ 14 cho Ukraine, trong đó kèm theo 3 chiếc xe tăng Leopard, và xe tăng Leopard đã xuất trận và đã chứng minh khả năng của Leopard đánh sập T-90 của Nga. Đây là một cái phiên họp của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, trong Ủy ban của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập vào NATO. Thì Thổ Nhĩ Kỳ đã rất là hoan hỷ và đồng ý. Chỉ có một phần mà theo nguyên tắc là bên một nếu một trong một thành viên nào của NATO đó mà không đồng ý thì sẽ không được. Thì trong đó một thành viên là Hungary, không phải là không đồng ý nhưng mà lại cũng không chấp thuận. Thành ra nó lấn cấn ở chỗ đó. Nhưng mà chắc chắn về cái sự không đồng ý cũng như là không chấp thuận thì nó không có làn danh quốc cộng ở đó, không có biên giới. Thành ra chắc chắn NATO, cái việc Phần Lan gia nhập vào NATO sẽ là một chuyện dễ dàng. Và quân đội Phần Lan đã đóng binh tại biên giới với lại Nga, đã đóng binh và chuẩn bị nói rằng sẵn sàng tham chiến. Tin thứ sáu, cũng trong hôm nay những người dân hảo tâm của Cộng hòa Czech đã hoàn thành việc mua bệ phóng tên lửa đa năng RM-70 và hàng trăm quả tên lửa để gửi tặng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Thì quý vị thấy nhau, bao nhiêu nước bây giờ đều xuống vào ủng hộ. Quân đội Ba Lan cũng đã tiến vào trong địa phận của Ukraine, tức là đang chuẩn bị giao tranh với lại quân đội Nga nếu có chặn súng. Đây là một hành động mang tính quảng cảnh cáo quân đội Nga nên rút về phía biên giới của Nga, nếu không thì sẽ đụng độ với lại Ba Lan, mà đã đụng độ với Ba Lan tức là một thành viên trong của khối NATO thì chắc chắn là chiến tranh sẽ bùng nổ. Đây là cái bệ phóng tên lửa RM-70. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra tuyên bố rằng Nhật Bản với tư cách là người đứng đầu G7 sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, viện trợ cho Kiev, đồng thời tham gia vào việc khôi phục Ukraine. Thì ngày hôm nay họ đã đưa một cái gói thỏa thuận. Đầu tiên là 10, tiếp theo nữa là 13 triệu Mỹ Kim, và một gói kế tiếp là, nếu tôi nhớ không lầm, là 275 triệu. Về tin thứ 8 là Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày 21 tháng 3 cho biết đã đạt được thỏa thuận cấp thứ trưởng với Ukraine về gói tài trợ 4 năm trị giá khoảng 15,6 tỷ USD cho 4 năm. Thì khoản viện trợ này nhằm mục đích củng cố các chính sách của đất nước nhằm duy trì ổn định tài chính, đối ngoại, giá cả và tài chính ở Ukraine. Vậy mà đồng chí Medvedev kính mến của chúng ta vẫn còn đang say rượu.
thì ông Medvedev đã là người tuyên bố câu rằng Nga rút lui để nhường sân lại cho Ukraine chứ không phải là chúng tôi thua. Thì những cái tin không vui cho Việt Nam, đầu tiên là bắt nguyên tổng giám đốc công ty vốn nhà nước về tội làm trái quy định. Thì tổng giám đốc công ty vốn nhà nước là ai? Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 3, tức là ngày hôm qua tại Việt Nam, đã thực hiện lệnh bắt giam bị can để tạm giam đối với ông Lê Duy Huy Lân. Chắc các bạn biết Lê Huy Lân rồi, đó là Mường Thanh đấy. 61 tuổi, nguyên tổng giám đốc của công ty cổ phần Coma 18. Ông này bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thì năm nay cũng không có đẹp cho Mường Thanh. Rất nhiều các ông Mường Thanh ở các tỉnh đã bị điều tra. Thì song song cũng có một cái tin vui, và tin này tôi rất thích, là đây là một cái điều mà chúng tôi lo ngại, rất là lo ngại, đó là xã hội đen. Thì bản tin này cho biết là khởi tố 14 nhân viên thu hồi nợ của hai công ty đòi nợ kiểu khủng bố. Đây nó dùng chữ khủng bố mà bản tin của Việt Nam Plus nhá, chứ không phải là bản tin của RFA hay là RFI gì hết á. Bản tin trong nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố điều tra mở rộng, làm rõ triệt để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Thì chúng tôi nghĩ rằng mới có hai cơ quan thôi. Chỉ có hai cơ quan thôi mà 14 người đã bị bắt. Thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 14 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động thu hồi nợ của công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế Hệ trẻ đó. Đây là vụ án được ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo công an quận Tân Bình phối hợp cùng với lại phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố và cục cảnh sát hình sự C02 bộ công an xác minh đã làm rõ. Thì bản tin cũng còn khá dài, các bạn có thể đi vào trong kbchhntv.net, các bạn có thể theo dõi nhiều hơn kỹ hơn. Rồi lại cái tin không có vui là ở đài VTC tôi vừa nhận được mới tức thời rằng 49 cán bộ nhân viên y tế Bến Tre mua chứng chỉ giả đã bị lãnh án tù. Mới đây Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt từ vụ án làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu của các cơ quan tổ chức có liên quan đến 49 cán bộ nhân viên ngành y tế đã mua chứng chỉ ngoại ngữ tin học trên mạng bất hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ. Mà các bạn biết là tỉnh Bến Tre là tỉnh gì rồi? Tỉnh Bến Tre là quê hương của thiếu tướng Nguyễn Thị Định, một nữ tướng duy nhất của quân đội nhân dân. Bà là một nữ tướng nổi tiếng về lực lượng vũ trang nhân dân, và cũng là quê hương của bà Nguyễn Thị Kim Ngân nữa. Thì cơ quan công an xác định năm 2016 Ngô Hồng Nam cần chứng chỉ tiếng Anh B1 để hợp thức hóa hồ sơ để lên mạng đặt làm với giá là 1.200.000 đồng. Sau đó Nam thông tin cho nhiều đồng nghiệp biết và được họ nhờ mua hộ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học giả. Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Hồng Nam đã mua hộ 61 chứng chỉ giả cho 48 người liên quan.
liên quan những người đã từng nhờ Nam mua chứng chỉ cho mình, sau đó tiếp tục giới thiệu với những người khách khác tham gia đường dây này. Tòa án Bến Tre đã tuyên phạt Ngô Hồng Nam 5 năm 3 tháng tù giam, đồng thời phải nộp phạt bổ sung là 10 triệu. Thì cũng bản tin này cho biết là cơ quan công an kiểm soát thêm hai kiểm tra hai cơ sở kinh doanh F88 tại Đà Nẵng. Cũng bản tin của VTC. VTC là một bản tin chính thống. Thì ngoài ra đấy, trung tâm đăng kiểm 78-2D ở Phú Yên có thêm hai nhân viên, có thêm hai nhân viên đã nhận hối lộ, đã khởi tố thêm hai bị can nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 78 theo tờ báo của Công an Nhân dân trong nước. Và hai bị can này là Ngô Thị Thu Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm Bách Việt, và Nguyễn Châu Kim Long, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 78-02D từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Hai bị can này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt giam trong một vụ án khác, đã bị bắt trong vụ án khác. Vâng, chúng tôi cũng không đọc hết bản tin này. Vâng, thì các bạn đọc nó thêm buồn thôi. Thì ở đây nhân tiện nói về đăng kiểm, tôi thấy một cái sai lầm. Nhà nước Việt Nam đã cho cái tư nhân đứng ra thầu để làm đăng kiểm. Đăng kiểm không thể giao cho tư nhân được. Bởi vì bây giờ qua cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng hầu hết những cơ sở tư nhân, từ vấn đề mà y tế, rồi pharmacy, tức là nhà thuốc Tây, rồi qua cái vụ Việt Á, rồi qua cái vụ bán khẩu trang, chúng ta thấy rằng những cơ sở tư nhân đều là những cơ sở tạo ra những cái sự mà gọi là tham nhũng ngoài cái vụ những nhà lãnh đạo ở trong của nhà nước. Thì ngoài hôm nay cũng có một tin không vui cho tờ báo Khỏe. Lúc nãy bản tin hai người đó là của bên Công an Nhân dân. Thì ngày hôm nay trung tâm đăng kiểm Hòa Bình trong tờ báo Pháp Luật đăng 8 người đã bị sa thải ra khỏi, khai trừ ra khỏi đảng. Ra khỏi đảng. Đảng đây là Đảng Cộng sản đó. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với 8 đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Ngày 22 tháng 3, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối và các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa tiến hành kỳ họp vào tháng 3 năm 2023. Thì tại kỳ họp này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ trung tâm đăng kiểm cơ giới thuộc Đảng bộ Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình và 11 đảng viên thuộc chi bộ trung tâm đăng kiểm. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng lý do tại sao mà nhiều tai nạn xảy ra sau này, và lại có nhiều tai nạn xảy ra đều đổ tại cho là thắng không ăn, phanh không không ăn. Đấy. Tôi nghĩ rằng sẽ đưa tới bắt Tổng Phú Trọng, bởi vì cái việc này nó không có đơn giản, không thể bỏ qua được, mà họ tạm thời bỏ qua để mà sắp xếp. Cũng giống như vụ ông Võ Hoàng Yên ấy, họ chưa tìm ra được cái giải pháp nào để xử lý ông Vũ Võ Hoàng Yên, thành ra bà Nguyễn Thị Phương Hằng mới bị tạm giam tới 13 tháng này. Thành họ cái Zalo họ móc ra, bữa nay ngày hôm qua móc ra bà Viu Anh để có cái cớ mà. Để có cái cớ mà gọi là kéo dài thời gian. Nhưng mà rồi trước sau cũng phải, vụ Võ Hoàng Yên cũng như vụ bốn cô này, tôi nghĩ rằng nhà nước sẽ có một, họ tạm thời như làm như vậy để xoa dịu cái tâm lý của bốn người này thôi.
Bởi quý vị nhìn thấy cái mặt của họ rất là bình thản, họ ngồi làm tờ khai mà không có gì mà lo lắng cái gì hết. Họ cảm thấy rằng họ là được bảo vệ. Rồi tờ báo Sức khỏe và đời sống lại cũng có bản tin khai trừ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hòa Bình. Đấy, tỉnh Hòa Bình. Quý vị biết là tỉnh Hòa Bình không xa thành phố Hà Nội bao nhiêu. Tỉnh Hòa Bình có một cái tượng Bác Hồ rất đẹp ở trên gần cái trạm biến điện Hòa Bình. Thì ở dưới là trạm biến điện, ở trên là tượng Bác Hồ rất là đẹp, mà do Nga cung cấp yểm trợ hoàn toàn, không lấy một đồng nào hết, mà họ cung cấp luôn cả kỹ sư. Mà có một tai nạn ở trong đó, nó như là mấy kỹ sư bị chết. Ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ ông Nguyễn Đồng ra khỏi đảng. Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long vừa chủ trì hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hòa Bình để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Đồng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hòa Bình. Anh là trưởng ban tuyên giáo mà anh làm gương như vậy thì có chết mẹ người ta không? A50 11 kg là đường dây lớn lắm, không phải là 1 gram. Chúng nó buôn xuyên lục địa thì phải là những nhân vật máu mặt. Chính xác luôn, A50. Đó là cái khó khăn cho Bác Trọng. Thì bây giờ Bác Trọng phải tìm cách để xử lý. Mà tôi biết rằng Bác Trọng sẽ bắt buộc không thể bỏ qua được cái vụ này. Chắc chắn họ chỉ tìm một cái giải pháp thế nào thôi. Thì trong vòng vài ngày tới, quý vị thấy ai mà tự ý từ chức thì đó là chúng ta đã phăng lần ra cái đường dây rồi. Giống như là kiểu mà ông Nguyễn Xuân Phúc đó, là từ chức. Đấy. Thì khi nào bây giờ từ đây cho tới ngày hôm đó có ai mà ở trong miền Nam đây nhá, một trong 8 ông, cái gọi là 8 ông máu mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong 8 ông đó mà từ chức thì chúng ta đã biết là đường dây nó nằm ở đâu rồi. Từ từ thầy cháu nó cũng nhiều nha. Rồi nó trả lời cho mái gia đình. Và cái bản tin cuối cùng của VOV, thì bản tin này nó cũng liên quan bản tin lúc nãy tôi đọc, đó là khởi tố nguyên tổng giám đốc Coma 18 liên quan đến dự án tập đoàn Mường Thanh là ông Lê Huy Lân. Nguyên tổng giám đốc Coma 18 vừa bị khởi tố, bị bắt tạm giam do liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội của tập đoàn Mường Thanh. Ở trong Nghệ An á, tôi được ở khách sạn Mường Thanh, coi như là ở đó có 2 khách sạn Mường Thanh. Thì tôi ở khách sạn Mường Thanh cũ. Khách sạn Mường Thanh mới thì xây ở gần chỗ Vinh, rất là lớn. Và khách sạn Mường Thanh nào nó cũng đầu có khoảng chừng trên 20 tầng. Ở bên Đà Nẵng ấy, cũng có 2 khách sạn Mường Thanh, khách sạn mà nhìn ra vào biển Mỹ Khê rất là đẹp, thì cũng mới lên tầng. Hồi xưa thì có 10 tầng, sau này lên tới 20 mấy tầng. Thì các nhà báo nước ngoài chúng tôi mà bên Việt Nam ấy, ở Mỹ về đó, thì được ông Thứ trưởng Vũ Hồng Nam mời đi ăn ở trong khách sạn Mường Thanh. Khi tôi lên trên Điện Biên, tôi cũng ở khách sạn Mường Thanh Điện Biên, thì đó do anh em công an của Điện Biên bố trí là cái phòng cho chúng tôi. Thì ở đó tôi gặp được một anh công an rất là trẻ là anh Tuấn. Công an Tuấn là người năm 2012
đã được vinh danh là một trong 10 anh hùng của hồi sau này. Tôi không thấy cái vụ mà những cái anh hùng của quân đội nhân dân nữa nhỉ. Thì anh đã xông vào trong một cái, anh và đi toán công an, Võ Tuấn võ giỏi lắm nha. Thì cùng công an thì có một người công an bị chết, còn anh Tuấn một mình anh đánh hạ được ba thằng buôn Bạch Phiến ở trên Điện Biên đó. Cái phá án đó, đó thì anh được vinh danh là một trong 10 anh hùng lao động, chiến sĩ nhé, lao động nhé, cái gì đó. Rất là trẻ và đẹp trai nữa chứ. Tôi bảo là tướng này đó to cao và giỏi võ mà đẹp trai này chỉ chết đàn bà con gái thôi. Nó bảo không có anh ơi, em sợ vợ lắm. Vâng, đó là những cái bản tin. Bây giờ thì tôi qua cái bản tin trước khi tôi qua câu chuyện của Phan Giao thì các bạn sẽ hiểu thêm được về ông Phan Giao. Thì tôi xin được đọc một cái bài, bài này ngắn thôi, chuyện bọn người nuôi chó của ông Lão Móc ở trên Sa Ngô Dê. Các bạn thấy là theo dõi KBC Hải Ngoại, các bạn sẽ có rất nhiều tin tức mà các bạn không biết, đặc biệt là ở bên nước ngoài. Ngay cả những người ở bên nước ngoài đấy, nhiều người họ biết họ cũng không nói. Hoặc là có nhiều người đó cũng ngạc nhiên như hôm qua đó. Có bốn người nhắn tin cho tôi chứ không nói chuyện. Là những cái chuyện mà thâm cung bí sử của cái cộng đồng này. Tôi còn sẽ đưa nhiều chuyện thâm cung bí sử có liên quan cái đám Cha Liêu Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quan Nguyễn, nếu tụi nó không từ chức. Tôi yêu cầu tụi nó từ chức này. Đừng có để tháng 5 này ông Bùi Phát ông vận động cuộc bãi nhiệm. Ông Lão Móc nói rằng lời dẫn nhập cỏ đuôi chó là cúi rạp mình xuống khi cơn gió mạnh lướt qua và đứng thẳng người trở lại. Trái lại, người đuôi chó khi đã một lần cúi xuống thì không thể đứng thẳng người được nữa, tức là cong lưng suốt đời. Một thí dụ cụ thể mới đây, bọn người đuôi chó ở San Jose đã nhận tiền của trùm rác David Dương, lợi dụng danh nghĩa cộng đồng kéo người đi biểu tình để xưởng rác của nó trúng thầu, đã bị bệnh há miệng chờ ho khi cái thằng trùm rác tổ chức tiệc bắt những người tham dự nói một tiếng nói chung. Cách đây nhiều năm, tôi rất là ứa gan khi đọc bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, Tổng lãnh sự Việt Nam đầu tiên ở San Francisco. Bài viết này được đăng trên tờ báo Thời báo ở San Jose do ký còm Vũ Bình Nghi làm chủ nhiệm và chủ bút. Vì lý do này, tờ báo đã bị đồng bào biểu tình trước tòa soạn 86 lần. Và ông chủ báo đã phải dở trò tà đạo là đem mắm tôm hư nặc nồng mùi hôi thối giải trước tòa soạn với mục đích là vu vạ cho những người biểu tình, nhưng xui cho ông ta là bị người biểu tình chụp được cái ảnh chuyện làm hôi thối của ông chủ báo, tức là lúc ông đang giải mắm tôm ở trước cửa tòa soạn thì đã có một người quay được ảnh, chụp được hình. Trong bài phỏng vấn, ông Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Xuân Phong là Tổng lãnh sự đầu tiên của San Francisco, có đề cập đến chuyện có những anh em đi Mỹ theo diện HO, và có đến tâm sự với bà mẹ của ông ta là họ đã được đảng và nhà nước cho đi Mỹ để có đời sống kinh tế khá hơn, chứ không phải họ đi Mỹ để chống phá nhà nước gì đâu. Mái gia đình cảm ơn, em rất thích và nghe anh nói về cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Bạn Sanh Trần không có clê, ai ở Mỹ nếu thấy VinFast có hành động lừa đảo khách hàng tại Mỹ thì có thể kiện ra tòa
để bảo vệ quyền lợi của mình. Nước Mỹ tự do mà. À, cái đó thì tôi thì không phải nạn nhân, thì không phải nói tôi. Lúc đó tinh thần chống cộng của người Việt tị nạn quốc gia cộng sản ở Bắc California còn rất cao và chưa có bị bọn tay sai Việt Cộng làm chia năm xẻ bảy như bây giờ. Ông này lại đổi trại cho Việt Cộng, tôi bảo chẳng có Việt Cộng nào chia hết đó, tự các ông chia nhau thôi, tranh ăn, giành ăn, ghen anh tức ở, thế thôi. Các ông đều là chống cộng vì kinh tế hết, thấy thằng kia nó thu được nhiều tiền hơn mình thì lại đi nói xấu với nhau, chửi nhau, có một cái lá cờ cũng để cướp nhau, để giành nhau. Đã mất cái đơn vị từ ở trong nước thì sau ngày 30 tháng 4 75 qua bên này làm cái cờ mới lại cũng giành nhau nữa, rồi ăn cắp nữa, như thằng Nguyễn Hữu Thắng đấy. Rồi, khu hội tù nhân chính trị Nam Cali, tôi gọi thằng đó là thằng gọi là chủ tịch ăn cắp cờ, ảnh hưởng vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Khi chưa đăng bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong những ngày cuối tuần, báo này dày khoảng chừng từ 50 đến 50 trang, bây giờ chỉ còn khoảng 20 trang. Nếu không có đóng vào một kép chi viện thì tờ báo này đã dẹp tiệm từ lâu. Ý của ông nói rằng là tờ báo đã được trong nước cho tiền để được sống. Chào Mai Nguyễn. Thì ở đây tôi không đồng ý. Ngay tờ báo Người Việt ở đây vẫn còn đắt khách nhưng mà vẫn phải xuống trang. Tất cả các báo giấy đều xuống trang vì lý do rằng, thứ nhất, những người mà lớn tuổi thì mới đọc báo giấy. Còn những người trẻ tuổi bây giờ họ đâu có báo giấy. Họ toàn là báo điện thoại không ạ. Cứ mở ra là coi online hết, rất là tiện, và coi video bằng lỗ tai nữa, vừa nghe vừa làm việc. Còn báo giấy bây giờ là không ít người mua lắm, là tại vì những ông già chỉ có xem báo giấy thôi, mà những lớp người đó thì bây giờ nó chắc còn chỉ lại 50%, thì nó thì báo giấy thì nó ít trang là nhiều lý do như vậy. In nhiều trang thì tốn nhiều tiền nhưng mà người mua thì ít, tại vì độc giả lớn tuổi họ chết gần hết rồi, số còn lại thì cũng có công nghệ thông tin, một số con cái nó gài sẵn trong điện thoại, thành cứ việc mở ra mà xem, đó, bấm những Người Việt thì nó ra bằng Người Việt, bấm chữ KBCHN nó ra KBCHN, khỏe re như con bò cháy xe. Tôi đọc tiếp. Chào anh Việt, nếu đại sứ Lê Văn Bàng ở New York nổi tiếng là đại sứ mò sò lọc, thì ông Lê Văn Bàng này mà tôi vẫn nói đấy, hồi nhiều bữa nọ tôi gọi ông gọi là ông Nguyễn Văn Bàng cái gì đó, ông là Lê Văn Bàng, không phải Bằng nhá, không có Lê Bàng á, cây Bàng á, bị bà Phùng Đại Châu biểu tình ngay trước cửa khách sạn Marriott Hotel ở sân bay chỗ John Wayne. Bà nhảy tưng tưng vào vỗ háng bật tật. Bà bảo ông Bàng đi ăn sò của bà. Ông Bàng sợ quá, ông qua New York ông đi mò sò luôn. Và sau đó thì ông bị đuổi về. Vì anh này và tài xế lén vào khu vực cấm mò sò để cải thiện bữa ăn. Thì cái khu vực đó đã họ cấm mà ông Lê Văn Bàng không biết. À, không phải là họ cấm, mà ở nước Mỹ họ cấm bắt sò lậu, bắt sò đấy. Mà phải có giấy phép, tức là những người đi buôn sò đó thì mới được có quyền bắt sò. Vì bị police Mỹ bắt thì anh này bèn no English để chạy tội. Cái này thì tôi nghĩ rằng là cũng chế là thôi, tại vì một ông đại sứ ở Mỹ mà không biết nói tiếng Anh thì đâu có được. Và vì nhờ quyền đặc miễn nên anh này khỏi bị police Mỹ bắt bỏ bót về tội mò sò, nhưng danh tiếng thì nổi như cồn. Thì cái chuyện này có
Thì ở miền Đông nước Mỹ có đôi câu đối truyền tụng trong khối cộng đồng người Việt: Lê Thiệp khạnh khạng ngồi đớp phở, Lê Bàng lúi húi cúi mò sò. Thì quý vị biết là nhà văn Lê Huy Thiệp rồi. Thì ông Lê Thiệp là cựu ký giả của Việt Nam Cộng Hòa. Thì trở lại cái vấn đề này thì ông Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong cũng có một nickname là ông Tổng lãnh sự Đu Me. Đu Me là đờ mờ đó. Thì chuyện kể là ông Phong và tùy tùng đến Auckland để dự cuộc triển lãm 35 năm, 35 bức ảnh của Hồ Chí Minh do họa sĩ David Thomas triển lãm. Thì đồng bào tị nạn biết được bèn bao vây lối về. Thì ông tổng lãnh sự và đoàn tùy tùng đã phải chơi bạn bạn là lái xe băng qua đường xe lửa để thoát thân. Chả biết là anh ta có chửi thề hay không, nhưng mà mấy bà biểu tình chặn đường nói là có bà là quả quyết là anh này đã lớn tiếng xài tiếng Đan Mạch. Thì đây tác giả nói rõ ràng là ông không có nghe mà không biết là có nói không. Thế nhưng mà người ta cũng đặt tên ông này tổng lãnh sự Đu Me là để mà gọi là đó là cái dân này chống cộng cực đoan, họ họ ghét. Thì thành do đó anh tổng lãnh sự này có hôn danh là tổng lãnh sự Đu Me. Và mấy bà mà ở chống cộng mà nói như vậy là thì tôi nói 100% là phải hiểu ngược lại, hoàn toàn không có. Như là bà Trần Thanh Hiền và bà Phùng Thị Châu chuyên môn nói trắng thành đen, nói trắng thành trắng. Bữa nọ tôi có nói chuyện với lại bên Việt Nam, tôi nói là khi nào quý vị dẹp được, đừng tin cái bà Phùng Thị Châu này ở Nam Cali này, thì may ra đó thì tổng lãnh sự ở San Francisco có cả đường tiến lên được. Bây giờ nguyên cả một cái nhóm anh em song phạm bây giờ đó bị bà loại bỏ luôn. Bây giờ xong tổng lãnh sự chỉ chơi với bà Phùng Thị Châu với lại ông Peter Nguyễn, tức là ông Nguyễn Thế Phượng. Ngay cả Tài Hói cháu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bây giờ là cũng bị thất sủng luôn, cũng vì cái miệng bà Phùng Thị Châu. Chúng tôi đọc tiếp. Ê, thực ra thì không phải mấy ông Việt Cộng toàn là nói phét đâu. Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong nói rất đúng. Vào một trường hợp một số anh em đi Mỹ theo diện HO, họ qua đây để có đời sống kinh tế khá hơn. Ông Tổng lãnh sự Nguyễn Xuân Phong nói không đúng là có những người đi theo diện HO qua Mỹ quay lại đánh phá cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn, như ông thẩm phán Nguyễn Cần, tức là Lưỡi Dao, tức là Tú Gàn, đánh phá một cách cật lực, kiên trì và đánh phá rất có bài bản. Dù đã bị đưa ra tòa và bị ông tòa phán phải lên đài phát thanh xin lỗi ông Bùi Bình Minh, nhưng cái anh người đuôi chó này vẫn trơ cái mặt tiếp tục đánh phá tất cả những người chống cộng từ trong nước ra đến hải ngoại. Lão Mốc đã viết rất nhiều bài để vạch mặt tên thẩm phán bất lương này và công khai thách thức tranh luận, nhưng y ngậm cầm miệng hến, trốn chui trốn nhủi tiếp tục đánh phá những người chống cộng. Và mới đây y tiếp tay với mấy ông cộng sản lão thành phản tình cuội như là Nguyễn Minh Cần, Tô Hải để ngăn chặn mùi hương của cách mạng hoa lại, làm mấy anh lớn bên nhà hoang mang hoảng hốt. Thì ở đây các bạn không biết câu chuyện như thế nào. Ông Nguyễn Cần, tức là ông Lý Giang, tức là Tú Gàn, ông viết bài ông không phải là chống phá cộng đồng này. Tôi không đồng ý với lại ông Nguyễn Chiêu Nhẫn ở đây. Mà tại vì những người chống cộng đây, những anh em HO ở đây á, chính ông Lưỡi Giang là người ở tù và ông bị cắt cái gân ở dưới bàn chân của ông á, cái gân đằng sau bàn chân của ông, thành ra bây giờ ông bị đi chân chân thấp chân cao, và cái vai của ông bị đánh gãy vai, bên vai trái đánh gãy vai. Thì đương nhiên ông phải thù cộng sản chứ, tại sao ông lại thù những anh em HO? Bởi vì những anh em HO đó lại là những người ghét ông, bởi vì ông nói sự thật. Thí dụ như bài viết tháng 3 1975, biệt động quân
chạy như là bầy ong vỡ tổ, tức là trên Liên Tỉnh Lộ 7. Thì ông bài viết ông viết đúng, vậy rõ ràng là triệt thoái ở cao nguyên. Nhưng mà thật sự nếu mà không có hai liên đoàn biệt động quân nó để bảo vệ cho bà con thì chắc còn chết nhiều nữa, bởi vì quân Bắc Việt họ chặn đánh dọc đường, họ pháo kích dữ lắm. Thì có một anh biệt động quân định đánh anh Tú Gàn này ngay chỗ Little Sài Gòn Supermarket, tức là chợ của ông Trần Dũ. Thì tôi mới cản, tôi bảo rằng á, thứ nhất ông Lữ Giang ông lớn tuổi, thứ hai ông tàn tật, bây giờ mày có đánh ông đi nữa thì ông cũng chẳng đánh lại được mày, ai đánh ông cũng được hết, một bên vai trái thì quẹo lại, một bên chân thì bị cắt, ông ấy đi quẹo người thấy tội nghiệp lắm. Và thứ ba nữa là đánh người tàn tật như vậy chắc chắn là ở tù 10 năm. Và thứ tư nữa, nếu mày có ngon á, lên máy bay đi về Việt Nam này, đánh Việt Cộng á, đừng đánh ông Tú Gàn. Tao nói là tao cũng không ưa ông Tú Gàn. Ông Tú ở đây có hai người, Tú Tú Gàn và Tú Ngang. Tú Ngang là tôi, Tú Gàn là ông Cần. Người ta rất thích đọc bài của Tú Ngang và Tú Gần. Hai ông và ông Nguyễn Cần và tôi viết rất nhiều bài đụng chạm tới cộng đồng này rất mạnh, thành họ ghét. Thì điều đó đúng, ông Tú Gàn phải đọc cái đọc thâu lại nha, là xin lỗi ông Bùi Bình Minh, đọc 7 ngày, đọc 7 ngày ở trên đài VOV của Đỗ Sơn. Điều đó đúng, bởi vì ông đâu có tiền đâu mà bồi thường. Nhưng mà bà Phùng Thị Châu á, thì bị bồi thường cho ông Bùi Bình Minh 25.000 đô la. 25.000 đô la cũng vì cái tội làm luật sư giả, bởi vì nếu mà luật sư thiệt thì đâu có làm cái chuyện đó đâu mà để bị ông Bình ông thưa cho mà bị phạt bồi thường 25.000. Tôi đọc tiếp, phải nói mấy anh Việt Cộng dù lớn dù nhỏ, hễ mà có dịp nói là nói phét lên tướng tận nói tới tận mây xanh, nhưng mà càng bốc phét thì lại càng lòi cái đuôi ngu dốt và hậm hĩnh của mình ra, như là trường hợp ông cộng sản lão thành phản tỉnh quận Nguyễn Minh Cần. Thấy trong bài Cần xua tan một ngộ nhận, thì ông ta khoe mẽ là tiếp xúc với những người bạn thân của nhà tôi, tức là bà vợ người Nga La Tư của ông ta, ông này có vợ 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 người Nga mà ngán ngẩm. Bà vợ của ông ta giỏi lắm, cũng chỉ là một giáo sư hay là gì gì đó. Thì những người bạn của vợ ông ta thì cũng có là thá gì đối với Đảng và Nhà nước Liên Xô thời còn Cộng sản và ngay sau khi chế độ Cộng sản tan rã tại nước này. Và chuyện khôi hài, phải nói là khôi hài đến chảy nước mắt, là ở hải ngoại vẫn có những ông đóng vào ngoặc kép bình luận ra nổi tiếng ôm chầm lấy ông ta và ông thằng hèn Tô Hải mà hít hà khen lấy khen để. Mới đây Lão Móc lại phải một phen ứa gan khi đọc bài phỏng vấn của Trần Nhật Phong phỏng vấn đại sứ bán đất Lê Công Phụng. Thì nhìn cái mặt cười cười cầu tài của Trần Nhật Phong mà thấy tội nghiệp, lại càng ứa gan khi nhìn cái mặt cắt đất dân tàu của tên Lê Công Phụng, càng ứa gan hơn khi nghe y trả lời về chuyện Hoàng Sa và Trường Sa. Vấn đề Biển Đông liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì phía Việt Nam khẳng định hai hòn đảo này của Việt Nam. Ông cha chúng ta đã quản lý, cho dù Trung Quốc có chiếm lấy, Việt Nam vẫn đòi. Bây giờ Trung Quốc mạnh thì chúng ta chưa đòi được, sau này con cháu chúng ta đòi. Một thằng mà làm tới đại sứ như Lê Công Phụng mà phát biểu một cách ngu dốt và vô trách nhiệm như vậy thì phải nói là no water say, tức là hết nước nói. Ông ta nói tiếng Mỹ giống kiểu tôi là no, no table, tức là miễn bàn đó. No table more, tức là không miễn bàn nữa. Thì chuyện ngu dốt này nói hoài không hết. Chuyện mà Lão Mốc muốn nói trong bài viết này, xin mời độc giả đọc tiếp câu trả lời của Lê Công Phụng về cái bọn người đuôi chó ở hải ngoại mà Lão Mốc đã lên tiếng lúc Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tổ chức cái đại hội bất thường có sự hiện diện của sếp chồng
bọn người nuôi chó là Trần Thiện Kiều. Xin nghe trả lời sắc sược họ mẫn của Lê Công Phục. Riêng với cái đảng Việt Tân, các anh ấy đã đưa 3 đợt đông tiến vào Việt Nam. Ngày xưa, chế độ cùng với 50.000 quân Mỹ có làm gì nổi nhân dân Việt Nam đâu. Bây giờ những vụ còn con như thế này làm sao mà làm được? Theo tôi nghĩ rằng là 500.000 quân Mỹ chứ không phải 50.000. Có lẽ là ông này viết thiếu một con zero. Hơn 500.000 á, tất cả tổng cộng là 650.000 quân. Quan trọng là người Việt Nam có yêu, có lòng yêu nước rất cao. Nhưng những người la lớn nói to này, lòng yêu nước của họ cũng rất cao. Vì người ta không hiểu nên người ta chửi bới. Nhưng anh nào mà đụng vào xem, đụng vào Việt Nam xem có được không được với họ. Đụng đến đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ không xong với họ. Tinh thần các mạng lớn và tinh thần yêu nước lớn lắm. Thì cái này có vẻ ông khen cái tinh thần của mấy ông Việt Tân cũng là yêu nước đấy. Tôi có gặp một số đề đốc hải quân và một số tướng tá hải quân trong chế độ cũ ăn cơm nói chuyện. Các bác ấy già hết rồi nhưng họ nói nếu bây giờ huy động đánh Trung Quốc ở Trường Sa hay đánh chiếm lại Hoàng Sa thì họ sẵn sàng xung phong trở về nếu chính phủ Việt Nam cho phép. Tôi nghe xong nói rằng đất nước ghi nhận tấm lòng của các bác nhưng các bác cũng lớn tuổi rồi, không chạy nổi đâu vì thuyền lớn sóng to. Các bác cứ ngồi đấy ủng hộ chúng tôi, chúng ta tìm cách bảo vệ lãnh thổ. Hỡi những người Việt Nam quốc gia tị nạn, hỡi các anh em hải quân còn giữ căn cước của người tị nạn, quý vị có cảm thấy nhục không khi thấy ông đại sứ Lê Công Phục sắc lão họng hĩnh nói về một số đề đốc hải quân đã tiếp xúc nói chuyện và ăn cơm với y? Đó là lời của ông Lê Công Phục nói với mấy ông tướng hải quân. Dĩ nhiên chúng ta không nên hoàn toàn tin vào những gì đại sứ Việt Cộng Lê Công Phục đã trả lời phỏng vấn. Nhưng không có lửa thì sao có khói. Và nguồn tin này cũng được lan truyền từ đại hội bất thường của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa diễn ra tại Nam California với câu nói bất hủ của ông xếp chồng người nuôi chó Trần Thiện Kiều. Có lẽ là cái buổi tiếp đón cộng đồng Việt Nam của ông Lê Công Phục ở Palestine thì quý vị cứ hỏi thằng Trần Nhật Phong, quý vị biết hết. Trần Nhật Phong có đi tham dự, Trần Nhật Phong biết ông tướng nào ở hải quân có mặt ở trong đó. Còn thôi thì cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại, nhất là những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị đọa đày hạ nhục trăm nghìn cay đắng bởi Việt Cộng trong nước, trong những trại tù mà chúng mệnh danh là trại cải tạo, nhưng không chua xót mà đau đớn, trăm ngàn lần đau đớn bằng những việc làm đâm sau lưng chiến sĩ của bọn người nuôi chó xuất thân từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con lạy bố rồi mấy bố ơi, 30 tháng 4 chạy cong đuôi, khổ thân binh méo tù lưu lạc, tội nghiệp cai tròn rách tả tơi, yêu nước lính quèn hô tử thủ, thương tiền tướng tá giọt khơi khơi, giờ nghe trọng dụ ông quay giáo, lưng lính chùa sao cứ lụi hoài. Xin mượn bài thơ của nhà thơ Lưu Đình Vong để kết luận cho bài viết này của Lão Mộc. Vâng, thì đây là bài cuối cùng tôi sẽ đọc, là bài nói về ông Văn Giao. Đây là lịch sử của ông Văn Giao. Chính ông nói chuyện với tờ báo Mỹ chắc chắn là không phải là bịa đặt. Lẽ nhiên khi người ta nói có nhiều cái nó cũng không hoàn toàn đúng hẳn. Nhất là khi nói về mình với báo Mỹ thì chắc chắn là họ có sự đề cao nha. Chết là tôi chỉ đọc và phần nhận định tùy theo khán thính giả, nếu phần nào mà không đúng thì tôi sẽ nói là không đúng. Câu chuyện của Văn Giao từ người tị nạn đến ông trùm kinh doanh. Tờ báo The Orange County Register đăng ngày 30 tháng 4 năm 2015 nhân dịp 40 năm là tưởng niệm.
Năm đó thì tôi đang tham dự với trung đoàn 66, sư đoàn 304 tại Dinh Thống Nhất. Tôi có gặp bác Lê Khả Phiêu, tôi gặp thiếu tướng ông thiếu tướng gì có một mắt này, hồi này tự nhiên hãy còn nhớ ông ấy. Thế ông mà viết trong cái quyển sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử đó. Vâng, đây là hình ông Phan Giao. Ông Phan Giao tên thật là Triệu Phát. Tại sao ông đổi tên là Phan Giao? Giao là họ của ông. Phan Lê Mã Lương. Vâng, cảm ơn anh nghe chung trần ông Lê Mã Lương, đúng như vậy. Triệu Phát là tên Việt Nam. Thì ông này đổi chữ Phát thành chữ Frank và đổi tên Triệu là Giao. Dòng họ bố của Phan Giao là người Tàu chính gốc, người người Đài Loan. Bà vợ ông là bà mẹ của ông là người Việt Nam, sanh ông Phan Giao tại Việt Nam. Tức là ông này là người Việt gốc Hoa, bố mẹ cũng là người, tức là lai một nửa dòng máu. Lý do ông đổi tên Triệu Phát là tại lúc ông, chính Triệu Phát nói chuyện với tôi nhé, tại vì tôi mới Triệu Phát học cùng trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng năm đệ ngũ và năm đệ tam. Thì phải đổi tên là Frank, mà khi đổi tên Frank thì tôi phải lấy tên cái lại cái họ nhà tôi là họ Giao, để mình làm gì mình còn nhớ tới cái tổ tiên mình. Đấy. Thì tôi hỏi tại sao là Phan Phát mà sao là Phan, thì ông bảo Mỹ nó không đọc được tiếng Phát, tại Mỹ nó gọi Phát thì nó cứ Phát không à. Thành ra ông bảo ê Phát, thành ra ông đổi là Phan Giao. Thì tôi có một thằng em của con của một ca sĩ, ca sĩ thì ca sĩ này thì không nổi tiếng lắm, chị hát ở trong cái phòng trà của trong chị đi hát trong cái băng mà hát ở trong cho Mỹ không à, chị tên là Hương, tôi không nhớ là gì Hương, chị chết rồi, chị cũng lớn tuổi. Thì có thằng con cũng cũng người Tàu họ Diệp, thì thành ra đứa con tên là Diệp Hữu Phúc, là người họ Diệp có phúc, hữu là đứa. Nhưng mà khi mà đi tiếng Mỹ thì nó đọc tên cái tên tên ấy, ra trước cái họ, thành ra đọc là Phúc Hữu Diệp. Mà chữ Diệp á, thì Mỹ nó không có đọc chữ Diệp tại vì nó không có chữ D, nó chỉ có chữ D thôi. Thì hôm cũng làm công nghệ thông tin, thì hôm đó anh giám đốc giới thiệu, thì trong cái team đó có hai người Việt Nam là tôi với một người Việt Nam khác. Thì ông kia thì tên là ông Định, thì giới thiệu bữa nay chúng ta có một người Việt Nam mới, có một người computer program mới, anh ta tên là Phúc Yêu Deep. Mà Phúc Yêu Deep thì nó nghe nó tương tự giống như là Phát ấy. Hữu nó đọc là You, Phúc thì nó nghe nó tương tự là cái xin lỗi các bạn, để lấy miếng nước để quên ngọc viên kẹo, viên kẹo ho. Thành đã đọc ra là F U Deep, điệp thì nó đọc là deep. Vui lắm, tiếng Việt Nam đấy. Thế mà cô nào mà tên là
Tô Thị Loan ấy, thì tiếng Mỹ nó đọc đọc là loan, nó không đọc được, nó đọc là loan đó. Rồi thành ra bên Mỹ mà gọi là đi mượn loan á, tức là đi vay tiền, đi mượn loan. Thì người Việt Nam mình nghe thì nó khó lỗ tai lắm, mà là cô họ Tô nữa thì là như là Tô Văn Lai hay tôi gì đó, mà may mà không tên là Loan là chết. Qua bên Mỹ nó thành ra lô luôn to, luôn to. Vâng, thưa quý vị, bây giờ bắt đầu bài viết. 40 năm trước, vào một ngày chủ nhật của tháng 5, Phan Giao, một người tị nạn Việt Nam 27 tuổi, chuyển đến một căn hộ nhỏ ở Úc Chia. Chỉ vài tuần sau trước đó, này, bà vợ ông là Catherine đã trốn khỏi Sài Gòn trên một chiếc máy bay vận tải cuối cùng. Ông và vợ Catherine đã trốn khỏi Sài Gòn trên một chiếc máy bay vận tải cuối cùng của Mỹ khi các xạ thủ Cộng sản từ dưới đất bắn vào họ. À, tôi không biết, tôi là chiếc máy bay của tôi chạy trước thì không bị bắn, mà trước cái máy bay của tôi thì bị bắn đứt làm đôi, và sau tôi đó thì còn hai chuyến nữa, thì có thể rằng ông Phan Giao đã đi một trong hai cái chuyến đó, thì lúc đó đã bị bắn rồi. Hai chuyến sau thì bị bắn. Người bảo trợ tốt bụng của Giao là một kế toán địa phương nói với anh rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp cho anh một khoản trợ cấp hàng tháng, và anh ấy không nên nghĩ đến việc làm việc trong 6 tháng trong khi anh ấy thích nghi với cuộc sống ở Mỹ. Vâng, thưa quý khán giả, lúc đó nó đi vào Mỹ thì Mỹ nó cho một cái số tiền rất ít lắm, khoảng chừng 200 đô la, 200, sau này lên 250 trong 6 tháng. Thì cái người bảo trợ tôi là một người Mỹ, được lãnh cho hai vợ chồng hai đứa con mỗi người 500, là 2.000 đô la, không cho tôi được một đồng bạc, gia đình tôi được một đồng bạc, mà họ còn được lãnh tới 200 đô la của bốn người, tức là 800 trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng thì mới được một tháng tôi lấy được bằng lái xe. Tôi qua Mỹ chỉ có 2 tuần là tôi đã có bằng lái xe ở bên Mỹ, và họ đi mướn cho tôi một cái căn hộ, cái chung cư có một phòng ngủ thôi. Nhưng mà có nhà bếp, tiện nghi, có nhà bếp, có nhà tắm, có một nhà tắm, một phòng ngủ và có nhà bếp để một cái bàn ăn. Thì họ cứ mua thức ăn một tuần lễ họ mang tới, lấy 800 đồng mà cho tôi ăn, chắc tiền thức ăn đó. Mua 100 đô la lúc đó năm 1975 đó, ăn được cả tháng trời, mà 800 đô la họ mua cho thức ăn chỉ chừng đó đó. Mỗi tuần họ lên họ mua cho chút xíu, một tháng họ đốn tốn khoảng chừng 100 đô la. Lúc đó xăng ở bên Mỹ đó có khoảng chừng 25 cent một gallon, bây giờ là tới gần 5 đô la một bao thuốc lá, cũng khoảng tiền 20 sen một bao thuốc lá, bây giờ bao thuốc lá mấy đồng bạc. Vâng, tôi đọc tiếp. Thì nhưng sáng hôm sau, Giao nói được một ít tiếng Anh, bước vào một cửa hàng bánh donut. Tôi đã mua một tờ báo, anh đã nhớ lại. Tôi đi xem quảng cáo, tôi với lấy một chiếc điện thoại công cộng. Tôi đã nhận được một công việc trong cuộc gọi đầu tiên của tôi. Bán hàng từng nhà, đó là máy hút bụi hiệu Kirby. Tại sao vội vàng? Thì ông Giao nói cả cuộc đời tôi chưa bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai. Kiêu hãnh, khôn ngoan, đầy tham vọng, Giao sẽ tiếp tục trở thành một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Ở nhà, trong một cái hành lang của Quốc hội, cũng như trên một công trường xây dựng khó nhọc, ông là một người nổi tiếng.
Trong 4 thập kỷ, công ty của ông Brick Group đã phát triển các trung tâm mua sắm và tòa nhà dân cư trị giá 400 triệu đô la, chủ yếu ở quận Cam. Khi tài sản của Giao trải rộng trên hơn 50 mẫu Anh ở Washington và các thành phố lân cận, ông đã trở thành chủ sở hữu của 1.200 doanh nghiệp người Việt Nam. Tài sản của ông trở thành một hạt nhân của Little Sài Gòn, khu người Việt lớn nhất thế giới bên ngoài Việt Nam. Ngày nay có khoảng trên 9.000 doanh nghiệp do người Việt Nam làm chủ đang hoạt động tại Westminster và Garden Grove. Trên toàn quận, cư dân gốc Việt có khoảng 189.000 người. Thì đó là năm 2015, cách đây 8 năm. Thì bây giờ là số người lên tới khoảng 300.000 người ở Westminster và Garden Grove với lại Santa Ana, nói chung là ở miền Nam Cali này khoảng chừng 300.000 người. Chưa kể là San Diego và San Jose nữa. Không phải là ai cũng thích ông Phan Giao. Ông Phan Huy Đạt là giám đốc điều hành báo Người Việt, tờ báo tiếng Việt lâu đời nhất và lớn nhất của cộng đồng, nói như vậy. Lợi nhuận là lợi nhuận cuối cùng của ông ấy, nhưng bạn phải ghi công cho ông ta. Ông ấy thông minh, chăm chỉ, ông ấy đã đóng một vai trò quan trọng. Thì cái trung tâm mua sắm Asian Garden 2 tầng của Giao khai trương năm 1987 vẫn là một công trình kiến trúc vĩ đại nhất của Little Sài Gòn. Bên ngoài tòa nhà kiểu chùa có 4 bức tượng khổng lồ làm từ đá cẩm thạch nhập khẩu từ Trung Quốc, Phước, Lộc, Thọ. Đó là hình tượng của các ông Phước, ông Lộc và ông Thọ. Bên trong khách hàng tập trung ở 300 cơ sở kinh doanh, cửa hàng thảo dược và mỹ phẩm, nhà hàng phục vụ phở và nộm đu đủ, cửa hàng âm nhạc, bán đĩa CD của các ca sĩ hát sẩm Việt Nam. Cửa hàng bán áo dài, áo chẽn, lụa bó sát phổ biến với phụ nữ Việt và 200 gian hàng kinh doanh trang sức bằng kim cương, vàng và đồng hồ Rolex. Ông chủ nhân là đồng hồ Rolex này đã 2 lần bị cướp và lần thứ 3 ông đã bắn tên cướp. Và cái đồng hồ Rolex này nó nằm ngay ở đằng trước. Hiện tại bây giờ nó thì trong cái cửa hàng đó, không trưng bày đồng hồ nữa mà chỉ cho khách cần xem, cần tới xem thì họ đưa ra cho. Thì 2 lần bị cướp đều là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Thì anh chủ nhân của đồng hồ Rolex này cũng là một lính thủy mới ra trường, vừa ra trường xong. Anh ta tôi tới tôi thăm thì anh ta có cho tôi xem có một cái khẩu súng Magnum rất là to. Súng Magnum mà bắn ai là chết. Tôi đọc tiếp. Ở Việt Nam nếu bạn sở hữu một con lợn, ông Giao nói, nó có thể được đưa đến nhà máy để chế biến thực phẩm. Ông đã giải thích cho một vị khách tới tham quan khu phố Hồ Thọ. Thì trang sức là một cách để che giấu sự giàu có của bạn. Và người Việt Nam yêu thích trang sức. Mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới để mua ở đây vì giá thấp của chúng tôi. Trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm, du khách dừng lại để quỳ gối và cầu nguyện trước bức tượng cao lớn của Thánh Quang Vũ. Một chiến binh mặt đỏ tươi trong bộ áo choàng vàng và màu xanh lá cây, là quan vân trường đấy, là một tướng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 3. Ông được khắp châu Á tôn kính như một vị thần kinh doanh. Bên cạnh bức tượng, du khách có thể chọn một lá bài để nói lên cái vận mệnh của mình. Thì trong nó có một cái ô
để các cái lá sâm nó quý vị xóc cái sâm ra, xong rớt cái sâm nào số mấy thì người ta coi để lấy, sau này hình như là dẹp đi rồi. Cái tiêu đề vay mượn từ Vegas thì ông Giao có ý tưởng về trung tâm mua sắm trong chuyến đi thăm Las Vegas. Ông ấy nói cũng giống như là Caesar Palace với chủ đề là La Mã. Chúng tôi mang các yếu tố văn hóa và môi trường ăn uống và mua sắm. Ông giải thích người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Việt Nam và người Trung Quốc, chúng tôi đều có chung một cái văn hóa dùng đũa. Thì cách tiếp cận liên sắc tộc của Giao đã gây tranh cãi, bởi vì ban đầu ông đã đề xuất gọi cái vùng đất Việt Nam ở quận Cam là khu phố châu Á vì tin rằng nó sẽ thu hút các quốc tịch khác nhau. Do đó tên của dự án ban đầu của ông ta là Far East Plaza Asian Village và Asian Garden Mall. Far East Plaza có nghĩa rằng là viễn viễn đông đấy các bạn. Tuy nhiên nhiều người Việt Nam tị nạn thích làm bật nổi bật quê hương của chính họ, giống như là ông thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Một cuộc xung đột đã bùng phát vào năm 1995 khi Giao yêu cầu thành phố thả nổi trái phiếu cho một cái cầu vượt đi bộ trị giá 3 triệu đô la được trang trí công phu có tên là cầu Harmony để nối hai khu nhà hàng của ông. Đó là cái mà câu chuyện mà tôi nói ngày hôm qua. Từ phía bên Asian Village và Asian Garden Mall thì cái cầu nó đi băng qua gọi là cầu vượt, tức là bà con không phải chờ đèn xanh đèn đỏ mà đi thẳng qua. Mà nếu cái cầu đó được xây đó thì đâu có cái chuyện mà ông phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn cãi nhau với lại ông Michael Vũng Tàu khi hai vợ chồng Mai Vũng Tàu đứng để chờ đèn xanh đèn đỏ để đứng băng qua. Và cũng vì không có cái cầu đó thành ra rất nhiều người bị phạt lắm. Bị phạt thì băng qua đường bất hợp pháp, không có đèn xanh đèn đỏ, kiểu Việt Nam cứ chạy qua thế bị phạt. Có mấy ông bà già bị phạt, me no tức là giống như kiểu mà lúc đấy ông Lão Bóc nói là tôi không có biết tiếng Anh. Thế hỏi em có ID không? Ông bảo ông không lái xe thì không có ID. Chẳng biết ông ở đâu. Đành phải lấy tên ông ấy rồi chạy vào trong computer để ra biết, để cho biết ông ở đâu. Xong rồi đưa giấy phạt về tận nhà, gửi giấy phạt về tận nhà. Về tội gọi là cái gọi là cái young walking, tức là đi băng qua đường mà không đi đúng cái làn danh. Cái dự án cây cầu đã bị hủy bỏ sau khi những người phản đối chỉ trích thiết kế được trang trí bằng những con rồng là quá Trung Quốc, một thực tế mà họ đổ lỗi cho là di sản dân tộc Trung Quốc của Giao, bởi vì ông bà của anh ấy di cư đến Việt Nam từ Trung Quốc. Tuy nhiên Phan Giao cho biết các nhà hoạt động, tức là những người mà biểu tình ấy, chỉ phản đối dự án sau khi anh từ chối tiền quyên góp 300.000 đô la cho tổ chức của họ. Thì nhân tiện đây tôi nói thẳng ra luôn, đó là tổ chức của ông Hồ Anh Tuấn, người mà cái 51 ngày đêm biểu tình ở chỗ Trần Trưởng. Thì hai người mà đòi biểu tình đó là bà cái gì ông một ông và một bà, hôm nọ tôi nói tên là Nguyễn Thị Thanh Nga. Okay. Bà này là người của Việt Tân, từ bên Minnesota ra, được Việt Tân đưa trốn qua đường Thái Lan, qua được Mỹ, bảo trợ qua Mỹ, hoạt động cho Việt Tân. Nhưng mà sau bà rút ra, và người đàn ông tên là Hồ Thăng tuyên bố rằng tôi sẽ ngồi tự thủ, tự tử nếu mà chiếc cầu này được xây lên. Và ông ngồi tuyệt thực,
Bây giờ thì ông Phan Giao nói thẳng với tờ báo là họ đòi tống tiền ông 300.000 đô la. Đấy. Chống cộng ở Việt Nam, ở bên hải ngoại nó là như vậy. Mà hội cựu tù nhân chính trị Hồ Anh Tuấn, người đã tổ chức cái cuộc biểu tình này trước cửa Trần Trường và dùng cái tiền đó để mua một cái nhà mồ ở trên đường Harbor bây giờ đó. Bây giờ biến thành một trung tâm sinh hoạt cộng đồng rồi đó. Và hội đoàn nào muốn tới mượn phải trả tiền thuê cho ông ấy. Thì cái cầu đó lấy lý do rằng là cái cầu mang văn hóa của Trung Quốc, thì họ nói rằng họ chống Trung Cộng, chống Trung Cộng, thành ra họ không đồng ý thì ông Phan Giao bỏ. Chứ bây giờ thì nếu mà có đó thì bây giờ rất là tiện lợi, băng qua đường không sợ xe cộ xe cán nữa. Và nhất là sẽ không có cái chuyện mà Nam Quan mà cái quay phim Mai của Vũng Tàu tại vì đứng chờ đèn xanh đèn đỏ thằng Nam Quan tới quay phim. Đi băng qua cầu thì đâu có phải đứng lại nữa. Hay là nhiều khi thằng Nam Quan cũng lại leo lên cầu làm tiếp. Thì cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ đã không làm giảm sự nổi tiếng của trung tâm mua sắm. Một nửa số khách hàng quen của nó đã đến từ bên ngoài quận Cam. Theo một khảo sát của Big Click, thì các ứng cử viên cho các chức vụ quốc gia và tiểu bang, tức là các dân biểu và thượng nghị sĩ và các nghị viên hội đồng thành phố đều ghé qua đây để vận động tranh cử. Đảng Cộng Hòa vận động tranh cử tổng thống cũng tới. Đảng Dân Chủ vận động tổng thống cũng tới cái phường Lộc Thọ để lấy phiếu của người Việt Nam. Nhà xa quê hương, ông ý của ông nói rằng á, Phước Lộc Thọ là một cái nhà Việt Nam ở xa quê hương. Tờ báo viết tiếp, và trung tâm thương mại vẫn là một trung tâm của người Việt Nam địa phương, thu hút hàng ngàn người đến các lễ hội hoa, cuộc thi nấu cơm và trình diễn thời trang. Vào những ngày cuối tuần mùa hè, đám đông đổ xô đến chợ đêm Sài Gòn nhỏ. Tôi đã từng quay mấy cái chợ đêm chiếu cho các bạn xem rồi. Khi bãi đậu xe đầy những người bán thức ăn Việt Nam. Asian Garden Mall là một điểm đến lịch sử và mang tính biểu tượng. Nghị viên thành phố Westminster Tyler Diệp lúc đó thì nói năm 2015, đó là nơi nổi tiếng nhất ở Little Sài Gòn mà mọi người muốn đến, đó là cái nhà xa quê hương. Vào tháng 2, ông Giao bảnh bao trong bộ đồ vest xanh màu hải quân, thắt cà vạt đỏ và đeo kính râm, chào đón các chính trị gia và chức sắc địa phương tại lễ đón Tết Nguyên Đán của trung tâm mua sắm. Các vũ công sư tử cưỡi ngựa giữa những tràng pháo nổ, trong khi đám đông vỗ tay từ hai bên lề đường. Catherine Yao là bà vợ phát những phong bì nhỏ màu vàng và màu đỏ với những tờ 10 đô la cho những vị khách được mời, món quà lì xì truyền thống của ngày lễ. Đối với ông Giao, đó dường như là một khoảnh khắc để thưởng thức. Ông ấy nói, thành công mà ông ấy đã đạt được chỉ có thể xảy ra ở Mỹ. Có nghĩa rằng nếu ông ở Việt Nam chắc là ông không được thành công như vậy. Mặc dù vậy thì nhìn lại có vẻ như không thể. Sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam. Giao là con thứ bảy trong số 11 người con của một nhân viên tiện ích nghèo khó. Gia đình chuyển vào Nam và vào Đà Nẵng sau khi Cộng sản chiếm miền Bắc năm 1954. Năm 14 tuổi, Giao bỏ nhà đi, tự kiếm sống bằng nghề rao báo.
Anh ấy là một doanh nhân với nửa tá chàng trai khác đang làm việc cho anh ta. Phải công nhận là Phan Giao rất là giỏi. Phiên dịch viên Thủy Quân Lục Chiến. Tờ báo nói là Thủy Quân Lục Chiến. Có lẽ là Phan Giao dùng cái chữ Marine Corps để cho nó dễ hiểu hơn. Cho người Mỹ họ dễ hiểu. Bởi vì lúc đó là Thủy Quân Lục Chiến nổi tiếng ở Việt Nam mà. Giao đã học tiếng Anh khi còn là một thiếu niên bằng cách tham gia các lớp học do Hội Việt Mỹ tổ chức. Năm 17 tuổi, anh nhập ngũ và được phân công vào đơn vị an ninh bảo vệ quân đội Mỹ. Sau đó, anh đi làm thông tin viên cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Thật sự rằng á, năm 17 tuổi là năm nó học. Hết năm đệ tam, Thủy bắt đầu lên đệ nhị. Thì Phan Giao bỏ đi lính. À, bỏ đi lính. Lính đây không phải là lính thứ thật, mà là thông dịch viên cho lực lượng đặc biệt của Mỹ tại, không phải Đà Nẵng nữa, mà tại ở Nha Trang. Thì Phan Giao được chuyển về Đà Nẵng lại. Thì Thái Khắc Chuyên cũng là một thông dịch viên cho lực lượng đặc biệt Mỹ, bị thanh toán ở như ở Cam Ranh. Thành ra Phan Giao sợ quá ra khỏi. Thì cái đó không phải là đào ngũ, mà cái đó là đi lính cho Mỹ, đi lính biệt kích làm thông dịch viên. Đó là câu chuyện mà tôi biết. Chào hoa chậu Thủy Đạt. Cuối tháng 4 năm 1975, Giang đang làm nhân viên bán hàng cho hãng General Electric và nhà phân phối Westinghouse ở Sài Gòn, thì một đầu mối ở Đại sứ quán Mỹ gọi điện thoại bảo anh ra thẳng sân bay. Thì trên đường đi, anh gặp Catherine, người cũng đang làm việc cho một chi nhánh của Xerox, cái hãng Xerox ở địa phương. Không có thời gian để về nhà và thu thập tài sản. Thì hai người cùng đi chuyến máy bay đó. Trong chuyến máy bay vận chuyển đó, chúng tôi đông như cá mòi. Điều này ông nói rất đúng. Bởi vì tôi đi bằng máy bay trước Phan Giao một hai chuyến. Anh ta nhớ lại, có hai gã cầm súng máy tự động chĩa xuống, chĩa xuống đất thôi. Và súng máy thì của quân đội Bắc Việt đang bắn vào chúng tôi từ dưới mặt đất. Thì thưa các bạn, lúc đó là họ đi bằng những chiếc máy bay vận tải C-125, C-123 thì và C-130. Thì những chiếc máy bay đó là nó không có ghế ngồi. Chỉ có hai hàng ghế vải dọc theo thân bay thôi. Nhưng mà để nó cho lính mà đi nhảy dù đó, ngồi xong rồi nhảy dù xuống, chứ không phải là cho hành khách. Thì hai hàng ghế đó cũng bị xếp lại, tất cả mọi người đều ngồi dưới sàn máy bay. Những cái sàn đó nó cứ lắc qua lắc lại, ói mửa tùm lum tùm la hết. Mà tôi thì đã được cách rất là tốt, không bị say máy bay, không bị say xe, và đi ra bằng tàu cũng không bị say sóng. Tôi đọc tiếp, nếu quá trình chuyển đổi gây chấn thương, Giao không đắm chìm trong cảm xúc. 3 tuần sau khi nhận được công việc đầu tiên ở Mỹ với tư cách là nhân viên bán máy hút bụi, anh ấy đã nghỉ việc để làm bảo vệ. Theo ca nửa đêm, tức là làm security, làm ban đêm. Vào ban ngày thì anh ấy làm việc bán thời gian với tư cách là một giảng viên cơ khí ô tô và tham gia các lớp học tại các trường cao đẳng địa phương về tài chính, bất động sản và xây dựng. Đối với giấc ngủ, tức là nơi mà ăn ở đó, vài giờ đây đó, anh ta nhớ lại, $1.000 cho mỗi nhà. Tại sao là $1.000?
Đó là trong vòng một năm hai vợ chồng dọn đến một căn hộ nhỏ ở Garden Grove. Giao đang làm nhân viên bất động sản toàn thời gian, trong khi vợ anh thì tìm được một công việc trợ giảng tại trường đại học địa phương. Giao cho biết mỗi lần bán nhà kiếm được khoảng 1.000 đô la và bằng cách làm việc 16 giờ mỗi ngày. Và anh đã kiếm được hơn 100.000 đô la trong năm đầu tiên. Tức là bán một căn nhà thì được một cái tiền là 1.000 đô la. Bán được nhiều nhà thì được nhiều tiền. Và ông ta đã làm việc tới 16 giờ mỗi một ngày. Đến năm 1978, 3 năm sau khi đến California, Giao đã chuyển sang lĩnh vực bất động sản, thương mại và mở văn phòng riêng. Nhưng trong vòng vài tháng, anh ấy nói, tôi nhận ra rằng phát triển bất động sản tốt hơn là trở thành một nhà môi giới. Tức là anh ta bỏ không bán nhà. Ông đã phát triển dự án đầu tiên của mình là một trung tâm mua sắm nhỏ ở Westminster, thay mặt cho một nhà đầu tư ở Hồng Kông, ông Giao nói. Sau đó, tôi xác định việc làm việc cho một người khác để giúp anh ta trở nên giàu có là điều vô nghĩa. Vì vậy, tôi bắt đầu hợp tác. Trong nhiều năm, Giao đã xây dựng một mạng lưới gồm hầu hết các nhà đầu tư châu Á, bao gồm các nhà người gốc Hoa khác là Usman Amaraja, một ông trùm người Indonesia gốc Hoa, là một đối tác đầu tiên. Ông Roger Chen là người sáng lập chuỗi cửa hàng tạp hóa 99 Ranch Market, thì 99 Ranch Market hiện tại là đều do người Hoa làm chủ và có mặt hầu hết các nơi từ trên Los Angeles xuống tới San Diego, là người Đài Loan, cũng là người sở hữu một nửa Asian Garden Mall với lại ông Triệu Phát. Ở đây chúng tôi lát nữa chúng tôi sẽ nói rõ là tại sao ông Phát làm cái này. Các ngân hàng Mỹ cũng cho vay tiền. Ông Giao nhớ lại, tôi không có uy tín hay là thành tích nào để gây ấn tượng với họ, tức là tín chỉ đó. Nhưng vào thời đó người ta thường nghĩ rằng người Trung Quốc đến với những chiếc cặp đầy tiền mặt, thì tôi để cho các chủ ngân hàng tin vào những gì họ sẽ tìm. Tức là tại vì ông nhờ cái là ông người Tàu, mặc dù ông không có tín chỉ nhưng ông đi vay tiền được, là tại vì họ nghĩ rằng là người Trung Quốc đến Mỹ đều là những người giàu giàu có. Tuy nhiên nó không phải là trơn tru. Đấy. Năm 1981, khi số người tị nạn tăng vọt, 105 cư dân Westminster, tức là người địa phương đấy, người Mỹ ấy, người Mỹ hay người gì ấy, không phải là người tị nạn, đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu hội đồng thành phố ngừng cấp giấy phép kinh doanh cho người Việt nhập cư. Với một cái tiêu đề là súng nổ. Đây là không phải là súng thật các bạn. Hội đồng thành phố từ chối. Nhưng ông Giao đã nhớ lại cái bầu không khí xấu xí đó. Cửa hàng Việt Nam đã bị bắn xuyên qua cửa sổ. Ông nói, các người lái xe đã bị kỳ thị. Những người lái xe kỳ thị đã hạ cửa kính xuống và giơ ngón tay về phía chúng tôi và sử dụng cái từ ép. Người Mỹ họ giơ cái ngón tay giữa lên đó, tức là họ chửi mình, có nghĩa là ép, tức là tên là Phúc đó, hay là tên là Phát đó. Ông Giao cho biết thậm chí vào cuối năm 1980, một quan chức của Westminster đã kéo tôi sang một bên khi tôi nộp đơn xin giấy phép và nói, tại sao bạn không nhờ một người nhà phát triển người da trắng xin phép nó? Điều này sẽ làm cho cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Tức là cái đơn xin phép dễ dàng hơn nếu một người Mỹ trắng. Nhưng mà ông Phong Giao, ông đã chọn không phản đối ở Mỹ. Tôi tiếp tục di chuyển. Ông Giao nói, tôi lớn lên ở một nước có chiến tranh và bom đạn, thì nơi này tốt hơn nhiều. Thì ý của ông nói rằng là ông ở trong một cái nước chiến tranh bom đạn, ông còn chưa sợ thì tới đây đã bình yên thế này, mà tại sao ông phải nghe là sợ hãi. Cuối cùng ông nhận thấy
ở quận Cam giống như ở Mỹ. Chúng tôi có cơ cấu pháp lý, cơ cấu kinh tế và môi trường xã hội nơi có chỗ cho người thiểu số thành công, không chỉ là người da trắng. Đấy, ý của ông nói rằng không có kỳ thị, nhưng đôi khi Dow đã tính toán sai. Cái New Sài Gòn Mall của ông khai trương năm 1997 ở phía sau cái trung tâm mua sắm Asian Village có tượng Khổng Tử và các đệ tử của ông và bức tranh tượng trên cái tường dài 1.000 feet, tức là khoảng chừng 1.600 mét về lịch sử Việt Nam, đã bị phá hoặc bỏ 2 năm sau vì không thu hút được khách hàng. Tại vì những hình tượng Khổng Tử với đệ tử với lại những cái trông nó có vẻ rất là Trung Quốc, thành ra ông thất bại. Lúc đó cái chợ bây giờ đó là chợ 99 Ranch Market, bây giờ là chợ của ông Bùi Thọ Khang ấy. Thì ông công nhận ông có sai lầm. Ông nói tôi sai lầm. Năm 2009 giữa thời kỳ suy thoái kinh tế, Dow đã mở một dự án chung cư cao cấp trị giá 57 triệu đô la, gồm 144 căn hộ dành cho người cao tuổi bên cạnh Asian Garden Mall. Đến năm 2011 nó được tiếp nhận. Và năm 2013 được đổi tên thành là Jasmine Palace, khu phức hợp được chuyển đổi thành căn hộ cho thuê và bán cho chủ chủ sở hữu mới. Thì cái bây giờ là cái bên cạnh cái phố Phước Thọ, rất nhiều người vào thuê, đa số người Việt Nam, và nghe nói là Ngô Kỳ cũng ở trong đó. Nhưng mà tôi biết Ngô Kỳ ở chỗ khác như vậy đó, Ngô Kỳ ở đường khác. Bà con nào muốn biết Ngô Kỳ ở đường nào hỏi tôi cho biết. Ngô Kỳ sợ chưa? Ở bên Mỹ mà là tiết lộ địa chỉ của một người khác là không được các bạn. Tôi phạm sai lầm, ông Giao thừa nhận, kèm ra một nụ cười gượng gạo. Tôi đáng bị xếp hàng xử bắn, tôi xứng đáng bị bắn. Tức là xây cái chung cái căn hộ đó may mà ông bán kịp, nhưng mà ông lỗ. Ông lỗ, nghe nói cái căn hộ đó ông lỗ tới 20 triệu. Trong những năm gần đây ông Giao đã bán khoảng một nửa số cổ phần của mình ở quận Cam. Quý vị nhớ dùng cho tôi nhé. Trong những năm gần đây, Giao đã bán khoảng một nửa số cổ phần của mình ở quận Cam. Và sự chú ý của ông đã chuyển sang các dự án ở châu Á. Trong 2 tuần qua, tức là cuối năm 2015, tháng 4 năm 2015, ông đã đáp máy bay từ Hồng Kông đến Singapore để nói chuyện với các nhà đầu tư cùng với cô con gái 33 tuổi, Felicia, và đối tác của họ là Dennis Nguyễn, một giám đốc điều hành quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Minneapolis và Hồng Kông. Để kinh doanh ở châu Á, bạn phải vượt qua những khác biệt về văn hóa và triết học, ông Nguyễn nói. Phong đã làm điều đó rất tốt, và khi anh ta đưa ra quyết định, ông ấy đi hết sức về phía trước, tức là khi đã quyết định là đi tới nơi, đi tới cùng. Giao và Nguyễn cùng nhau sở hữu một nhà máy chế biến thực phẩm có 180 nhân viên ở miền Nam Trung Quốc. Các ông chống cộng nghe rõ nhá. Giao và Nguyễn cùng nhau sở hữu một nhà máy chế biến thực phẩm có 180 nhân viên ở miền Nam Trung Quốc, nơi nhập khẩu hải sản và rau quả từ Việt Nam, của Mỹ. Năm 2012, họ khai trương Indochine Essen, một chuỗi nhà hàng ăn nhanh bình dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. À, xin lỗi, cái nhà mà nhập khẩu hải sản và rau quả từ Việt Nam qua. Tức là ông Phan Giao đã có những cái quan hệ ở trong nước. Ông có cơ sở ở trong Việt Nam cơ mà. Lát nữa tôi sẽ nói rõ cho quý vị biết hơn nữa. Ai là chủ của Phước Long Thọ?
mà Phan Giao chỉ là người đứng tên thôi. Ông đã bán rồi, bán từ năm 2015. Trước đó đó, năm 2014 đó, vẫn còn cái lá cờ Việt Nam, cột cờ Việt Nam ở bên tay phải, cột cờ Mỹ ấy, ở bên tay trái ấy, nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào. Vậy cái cột cờ Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đi đâu? Lát nữa tôi cũng sẽ nói chi tiết để cho các ông chống cộng, để cho ông thị trưởng của Westminster là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông phó thị trưởng Phan Giáo, à quên, phó thị trưởng Nam Quan và ông Ngô Kỷ biết chuỗi phục vụ món ăn Việt Nam đã phát triển lên tới 21 cửa hàng và dự kiến sẽ đạt được 100 cửa hàng vào cuối năm tới. Ông Nguyên nói Felicia Giao, tức là con gái của ông Phan Giao, là giám đốc điều hành của Indochine Ascent, đi đi lại lại từ quận Cam đến Quảng Đông. Và lần đầu tiên tôi đề nghị cô ấy tham gia, Phan Giao nói, tức là nó bảo con gái nó đi vào làm cái đó. Cô ấy đã tham gia trong 2 tuần. Nhưng mà sau đó cô ấy đã quay lại và nói, ba để cho tôi quản trị nó. Tức là con gái take over, tức là thay ba, thay bố quản trị cái hệ thống 21 cửa hàng bán thức ăn Việt Nam ở Quảng Đông, thì cho biết chứng tỏ rằng á, là người Việt Nam ở trong nước đi qua bên đó lao động rất đông, cái 21 cửa hàng ở bên đó để được bán. Thế tại sao ông lại chuyển từ quận Cam sang châu Á? Thì bà Felicia Giao, tức là con gái của ông Giao nói, quận Cam sắp hết đất trống. Điều đó đúng. Người đã làm việc với cha cô từ khi cô còn là sinh viên chuyên ngành kinh doanh tại Cal State Fullerton, nơi mà ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí nói rằng ông cũng tốt nghiệp cái bằng tiến sĩ ở đó, computer ở bên đó. Gia đình chúng tôi sẽ luôn quan tâm đến bất động sản, nhưng tài chính 101% là sự đa dạng hóa. Bài viết chấm dứt ở đây. Bây giờ các bạn có một cái câu hỏi gì không về cái câu chuyện này? Đầu tiên, lúc đầu Phan Giao mở một cái văn phòng nhỏ, hiện tại bây giờ là Danh Pharmacy, mà bây giờ con của ông Đỗ Hữu Danh là ông Danh Pharmacy, người Sóc Trăng, là người đầu tiên làm việc chung với lại ông Phan Giao trong cái văn phòng đó. Trong lúc ông Danh đi học dược sĩ thì ông đi làm việc với ông Phan Giao và làm nghề bán nhà. Lúc đó Phan Giao có hỏi tôi đi bán nhà, thì tôi nghĩ rằng bán nhà ai mua nhà bên Mỹ đắt quá, làm sao mà bán được. Đó là một cái sai lầm của tôi, hay là tại vì cái số mạng của tôi không cho mình được giàu. Và nếu mà tôi dính với Phan Giao thì ngày hôm nay tôi sẽ là như thế nào tôi cũng không biết nữa. Thì trở lại cái chuyện đó, thì cái thời cơ nó tới lúc đó cho ông Phan Giao là lúc đó đó, ở quận Cam nó họ phá rất nhiều cái vườn vườn cam ở Irvine và Alexio cả không có cái vùng nó gọi là cái đó là cái những bãi cát gần bờ biển Thái Bình Dương. Alexio ông mua, thì các bạn hỏi tôi tiền đâu mua. Ông nói rằng ông bán một cái nhà ông được 1.000, rồi ông bán, ông làm 16 tiếng, không có nghĩa rằng ông là bán được 16 cái nhà trong một ngày. Ông chỉ dành dụm được có 100.000 thì tức là ông bán được 10 nhà. Nhưng mà bố mẹ ông Phan Giao rất giàu,
Lúc sau này đó, bố của ông Phan Giao đó có một đội thương thuyền chuyên môn chở gạo ra miền Trung, chở gạo và thực phẩm ra miền Trung. Và cái đội thương thuyền tôi không biết là bao nhiêu chiếc thuyền nhưng mà phải đông. Thì nhờ cái đội thương thuyền này nó cũng cứu vớt được rất nhiều người vào tháng 3 và tháng 4. Tức là ở ngoài những cửa biển, ở ngoài Huế, Thuận An, Đà Nẵng này kia. Cái đội này nó cũng cứu được rất nhiều người tị nạn, chạy giặc từ bên Quảng Trị vào. Thì cũng là có công lớn mà các bạn. Nhưng mà bố mẹ của ông Phan Giao sau đó đi về lại bên Đài Loan, tại vì họ có lẽ không thích hợp khí hậu, không thích hợp đời sống này. Và ông mở những thương vụ ở bên đó. Và cái tiền ông Phan Giao đó là do tiền của bố ông đưa cho ông để đầu tư. Chứ đâu có nghĩa rằng ông, nhưng mà dù sao ông Phan Giao cũng là người rất là giỏi. Thì ông mua đâu lúc đầu đó, ông với lại ông Danh. Ông Danh cũng là một người Việt gốc Hoa ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng nhiều người Việt gốc Hoa, ông Từ Dũ, ông Trần Dũ cũng là người Việt gốc Hoa. Họ nói được tiếng Hoa hết. Thì ông Danh cũng mang đi rất nhiều tiền ở Việt Nam. Thì ông Danh học trong cái bằng pharmacy là một trong những cái pharmacy đầu tiên của người Việt Nam ở khu Phước Lộc Thọ. Thì có tiền thì sanh tật. Ông Danh qua bên Mỹ mê một cô hoa hậu Mỹ, bỏ người vợ, sau này là dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương. Thì bà Sương qua bên Asian Village mở một cái pharmacy khác. Thì đó là những sự thành công. Ông Danh thì sau này có những đứa con ra bác sĩ, và có một người con đã bị bắt, sau đó thì hết thời hạn probation, tức là thời hạn bị treo bằng, lấy lại bằng và lại trở lại là bác sĩ sản phụ khoa. Ở Cali này ai cũng biết hết, tôi nói câu chuyện này thì tất báo chí đều nói hết, thành ra không có gì phải là giấu giếm hết. Đó là con của ông Dược sĩ Danh, tôi không nói tên thôi. Cũng như là con của ông Lê Trinh Thông, giáo sư Lê Trinh Thông. Con của ông cũng là một bác sĩ đấm bóp, giống như ông bác sĩ Phạm Đức Vượng ở trên San Jose, làm nghề đấm bóp. Đấm làm sao không biết, là đấm mà bị bắt về cái tội mại dâm trá hình, tức là làm mắt xa không nói, không không làm đi làm mắt gần. Sau đó thì tại sao ông Phan Giao bán cho cái Phước Lộc Thọ? Khi ông bán Phước Lộc Thọ đó năm 2015 ấy, thì tôi xin nói tạm ngày hôm nay nha, tôi nói tạm giấu tên cái người chủ nhân ở Việt Nam có liên quan với một lãnh đạo rất cao cấp tại Việt Nam. Và họ đã có một cái sơ đồ mà tôi vào trong thành phố Westminster tôi đã nhìn thấy rồi. Trong cái sơ đồ đó họ sẽ biến hai bên đường Moran và đường Bishop sẽ trở thành một con đường không có xe cộ đi lại. Tức là sẽ biến thành cái chợ đêm luôn đó. Tức là từ 6 giờ chiều là người ta tha hồ mua sắm dọc hai bên.
Nhưng mà để làm cái chuyện đó, họ sẽ đưa cái Thương Xá Vương Lộc Thọ lên 5 tầng, tầng trên cùng là sân thượng, và đằng sau cái khu đậu xe đó, bây giờ đó cũng sẽ thành là 5 tầng đậu xe, thêm 1 tầng dưới nữa. Thì không biết vì lý do gì mà chủ nhân mới không làm từ năm 2015 cho tới bây giờ 8 năm. Mà tôi nghe nói rằng tại vì cái số tiền đó bồi thường đó, các người đang mướn cửa tiệm đó, họ không chịu rời đi, bởi vì trong đó có rất nhiều dọc theo hai bên Phước Lộc Thọ có rất nhiều cơ sở kinh doanh sửa xe ô tô, rồi vẽ bảng quảng cáo, nhưng đa số là sửa xe ô tô. Nhưng mà cái người đó nó sẽ không đứng tên Phước Lộc Thọ tại Mỹ, thành ra không ai truy ra được. Là nhưng mà đó 50% à 60% là chủ nhân, còn ông Phan Giao chỉ có 40. Và ông Phan Giao dùng cái tiền đó để mở một cái trung tâm thương mại ở trên trong ngôi dê, tôi quên biết cái sang ô bích trên sang ngôi dê, quên mất tên cái trung tâm rất lớn ở trên đó. Thì trên đó hình như là đã giao cho một người, tôi cũng khuyên không nói tên, thì người đó ở ở bên Mỹ chứ không phải ở bên Việt Nam, nhưng mà có liên hệ ở bên Việt Nam rất nhiều. Đó là những cái chuyện về ông Phan Giao. Và cái chuyện mà ông nói về vấn đề con gái ông ở Hồng Kông này kia, rất là tôi không có kiểm chứng, nhưng mà tôi biết có cái chuyện đó. Ông Phan Giao đã cho thành phố Westminster một cái trường đại học gọi là Giao College, tức là Giao là tên của ông đó, biếu luôn cái trường đại học đó cho thành phố Westminster. Thành ra đó mà những người nào mà đòi chống lại ông Phan Giao rất là khó. Thì nhân tiện đây thì có người có hỏi tôi sáng nay giữa ông Ngô Kỷ và ông Nam Quan Nguyễn một phía và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí một phía, thì bác nghĩ rằng ai sẽ thắng? Tôi bảo thì đấy rõ ràng rồi, Charlie Nguyễn thắng rồi. Khi mà ông Phan Giao đồng ý cho Charlie Nguyễn làm cái bia tưởng niệm từ năm 1975 với hai cái lá cờ, 19 là cờ Mỹ, 75 là cờ Việt Nam Cộng Hòa, rồi bên dưới cái chữ Little Sài Gòn, mình hiểu ngay. Tôi nhìn cái tấm bia đó, tại vì nó sẽ xây bằng xi măng mà, tôi nhìn tấm bia tôi biết liền. Từ năm 1975 Mỹ giết Việt Nam Cộng Hòa và biến cái nơi này là Little Sài Gòn, có nghĩa rằng không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa, chỉ còn Little Sài Gòn mà thôi, hiểu chưa? Đó, tôi nói như vậy. Và ngày hôm nay tôi nói chuyện với ông Đức Đầu Bạc, Đức Đầu Bạc có hỏi tôi, có gọi nói chuyện, Đức Đầu Bạc đồng ý cái livestream của hôm qua, ông nói đúng, cái tấm bia đó là tưởng niệm chấm dứt Việt Nam Cộng Hòa và bây giờ chỉ còn có Phước Lộc Thọ, Little Sài Gòn. Đó là một cái, nếu ai nói rằng là cần một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì Phan Giao chỉ ngay số 75 là lá cờ rồi, thì đâu cần phải treo cái cờ cái lên nữa. Bởi vậy Ngô Kỷ điên người lên,
thì Lê Ngô Kỳ với lại Phố Bôn Sa TV đang live stream chửi Kali với Mạnh Chí cùng lúc với lại tôi lúc 9 giờ tôi live stream. Cùng lúc 9 giờ tôi live stream thì Ngô Kỳ đang chửi điên người lên, nó bị Charlie Nguyễn Mạnh Chí hớt tay trên. Nếu không có Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì Ngô Kỳ sẽ có cái lá cái cột cờ, thì cái đó cũng tội nghiệp, bởi vì thằng Charlie Nguyễn Mạnh Chí cái số tử vi của nó chỉ là cái thằng đi bưng bô cho Trần Thái Văn, bưng bô cho Nguyễn Quốc Lân, bưng bô cho bất cứ ai nó cho nó bưng thì nó bưng. Thì bây giờ Phan Giao có mặt cái hôm thứ bảy vừa rồi không? À hôm chủ nhật vừa rồi không? Hôm 19 đúng không? Không có. Thì có bà Kathy Buco là bà giám đốc điều hành ở trong cái công ty Brexit. Điều đó chứng tỏ rằng ông Văn Đào né hết mình, mặc dù Charlie Nguyễn Mạnh Chí nói một câu rất ngu. Anh ta khoe với lại Ngô Kỳ với lại Nam Quan là ông đã xin được ông Phan Giao để được đặt một cái bức tượng bằng xi măng có cái lá cờ Mỹ, lá cờ Việt Nam. Ông nói ngày mùng 8 tháng 3, trong khi Ngô Kỳ và Nam Quan đã làm trước đó 2 tuần, thì có phải là Charlie Nguyễn Mạnh Chí cướp công của đàn em không? Mà đàn em mới xin để cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa không được. Bây giờ Charlie Nguyễn Mạnh Chí tiếp tay giúp cho Phan Giao gỡ được cái con bài rối. Và chủ nhân của Phước Lộc Thọ ở Việt Nam cũng vui mừng không phải treo cờ vàng ba sọc đỏ. Bởi vì cái đó là tôi gọi là cái tấm bia. Tấm bia nói từ 1975 Việt Nam Cộng Hòa đã chết bởi Mỹ. Cờ Mỹ mà cờ Việt. Bây giờ chỉ còn lít cờ Sài Gòn ở bên dưới. Tôi nói rồi tôi bảo đảm mai mốt cái tấm bia nó sẽ không nó sẽ đưa chữ lít từ Sài Gòn lên trên và chữ sinh sẽ bỏ đi, tức là chữ từ từ ngày đấy, từ năm đấy, sẽ bỏ đi và đưa chữ lít từ Sài Gòn lên trên chứ không thôi lại sẽ diễn nghĩa theo lời của Nguyễn Phương Hùng, từ năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa đã chết sinh ra cái lít từ Sài Gòn nằm ở bên dưới tấm bia. À, Phan Giao có gì nếu mà tôi nói gì sai thì Phan Giao có cần thắc mắc vui lòng gọi điện thoại với tôi. Tôi sẵn sàng mời ông lên trên nói trên KBC Hải Ngoại nếu ông dám nói. Tôi chắc chắn khôn lắm, ông đâu dám nói đâu. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 11 giờ 38 phút, cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúng ta hy vọng rằng sẽ có nhiều chuyện khác nữa để mà tường trình với các bạn. Và chúng tôi cũng chúc cho các bạn được món bữa cơm ăn ngon miệng. Và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày tối thứ bảy tại California, tức là trưa chủ nhật tại Việt Nam. Chương trình giao lưu của ca sĩ Lại Hằng để cho nhẹ bớt những cái áp lực và cả của cái và ba với lại của các ông nghị viên ở đây nó tạo ra. Vâng, xin chào tất cả mọi người.